Nam cung phòng đi đi lại lại trong phòng Tâm trạng khó ở đến mức cực điểm Thứ anh coi trọng nhất là thể diện Nhưng tối nay Người phụ nữ kia Đã khiến anh mất hết mặt mũi Càng nghĩ càng thấy tức Anh nhìn đồng hồ trên tay Đã hơn 10 giờ rưỡi rồi Mà cô vẫn chưa quay về Đúng là không coi nhà Nam cung ra gì Nam cung phòng tức giận Cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cho cô Kết quả bực mình phát hiện ra Không có số điện thoại của cô ném điện thoại lên giường anh khẽ mắng chửi đi về phía cửa phòng vừa kéo cửa định đi ra ngoài đã đột ngột thấy người phụ nữ kia đứng ngoài cửa hờ anh hơi khựng lại sau đó cười lại sao đã về rồi không qua đêm ở nhà người đàn ông kia sao âu dương vân hít một hơi thật sâu bình tĩnh nói tôi và anh ta không phải kiểu quan hệ mà anh nghĩ đâu không phải kiểu quan hệ mà tôi nghĩ nằm cùng phòng trào phúng nắm lấy cổ tay cô, bàn tay anh hơi siết lại, túm cô vào phòng, đóng sầm cửa lại. "Vậy thì, cô giải thích cho tôi xem, là dạng quan hệ gì mà trước mặt tôi cô lại đi theo anh ta?" "Tôi có thể giải thích, nhưng trước khi giải thích, tôi bắt buộc phải đính chính đã, tôi không đi theo anh ta, tôi bị anh ta lôi đi. Cho nên, cho nên tôi muốn nói rằng, tôi không cố tình muốn làm anh khó xử, tôi cũng bất đắc dĩ lắm." không phải cô nói người đàn ông kia và cô không có quan hệ gì sao nếu đã không có quan hệ gì tại sao anh ta phải lôi cô đi âu dương vân cúi đầu thẹn thùng lý nhí nói anh ta thích tôi nằm cùng phòng bất chợt nghe được câu đấy lửa giận cháy đượm vô cùng mặt mũi của tôi bị cô vứt đi hết rồi bây giờ cô còn dám thẳng thắn không hề kiêng kỵ như thế này nữa hả lẽ nào anh muốn tôi bịa lý do để lừa anh sao? Sở dĩ tôi có thể thẳng thắn như thế là vì tôi không hề thấy hổ thẹn với anh. Âu Dương Vân cả như thế này thì Nam Cung Phong càng tức giận. Anh gật gật đầu. Được lắm. Làm sai không những không nhận lỗi mà còn hùng hồn như thế. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Âu Dương trưởng phòng. Anh không phải đang hù dọa cô mà gọi vào số của Âu Dương trưởng phòng thật. Âu Dương Vân vội vàng giằng lấy điện thoại của anh kinh ngạc hỏi Anh gọi điện thoại cho ba tôi làm gì? Đưa đây Ánh mắt anh lạnh lùng Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bị cô giằng lấy Biểu cảm lạnh lẽo và cứng rắn như một tảng băng vậy Anh không nói anh làm gì Tôi sẽ không đưa cho anh Nam Cung Phong cười châm trọng Anh bước về phía trước một bước Nắm lấy cằm cô gần từng chữ một Tôi muốn bảo họ Ngay bây giờ qua nhận cô về giáo dục lại, nói cho đơn giản là tôi muốn trả hàng. Âu Dương Vân tức giận hừ một tiếng, cất giọng chất vấn anh mà không hề e sợ. Tôi đã làm gì sai mà tôi phải nhận sai? Lẽ nào được người khác thích cũng có lỗi sao? Anh từng nói không cho phép tôi cắm sừng anh, tôi không hề cắm cái sừng nào lên đầu anh, hơn nữa anh cũng không có chứng cứ chứng minh tôi đã cắm sừng anh. Nếu anh bảo chuyện tối hôm nay chính là chứng cứ thì tôi cảm thấy lý do của anh căn bản không phải là lý do bởi vì tôi đã giải thích rất rõ ràng rằng rồi tôi bị người ta cưỡng ép tôi đi chật chật cái tài ăn nói này mà làm giáo viên thì thật đáng tiếc tôi thấy cô nên đổi nghề thành luật sư đi ánh mắt của nam cung phong vẫn lạnh như băng cô tưởng chuyện này chỉ cần vài câu giải thích của cô là có thể dẹp yên được sao còn nữa tôi dựa vào cái gì mà tin tưởng cô. Tin hay không tùy anh, dù sao những gì nên nói tôi cũng đã nói cả rồi. Nếu như anh cố chấp muốn đổi tôi đi, vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi chỉ có thể quản lý được trái tim mình, không quản lý nổi trái tim người khác. Âu Dương Vân nói xong rồi đi về phía mật thất của mình, nằm cùng phòng thô lỗ kéo cô lại. Ai bảo cô có thể vào trong đó? Tôi đi thu dọn đồ đạc, anh chẳng phải muốn đuổi tôi đi còn gì ồ oh, bỏ cuộc dễ dàng thế hả hai hôm trước còn ôm quyết tâm chết cũng phải chết ở đây phản kháng cùng tôi cơ mà tối nay dễ dàng bỏ cuộc thế trừ khi người đàn ông kia đã hứa hẹn với cô gì đó khiến cô cảm thấy mình có đường lui rồi chứ gì rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới chịu tin tôi và anh ta không phải kiểu quan hệ mà anh nghĩ đâu tôi chỉ tin những gì tôi tận mắt nhìn thấy. Âu Dương Vân đối diện với vẻ hùng hổ gây sự của anh mà cụp mắt suy nghĩ trong chốc lát. đột nhiên cô thốt lên, không phải anh đang ghen đấy chứ? hờ ghen. Nam cùng phòng trầm trọng chỉ vào phòng tắm, đi soi gương cái đã rồi hãng nói không cần đâu trong phòng tôi có gương. cô chừng mắt nhìn anh ta một cái bước vào căn phòng mật thất tủ túng như cái lồng. Nam cùng phòng cũng theo cô vào Cô nhắc nhở với vẻ không vui Tôi phải nghỉ ngơi Bây giờ đã muộn lắm rồi Hóa ra cô cũng biết bây giờ đã muộn lắm rồi à Tôi cứ tưởng cô không có ý thức gì về thời gian cơ Quậy một trò cười như thế Mà cô vẫn dám ngủ ở đây à Âu Dương Vân hít thở thật sâu Tôi nói tôi thu dọn đồ đạc rồi đi Thì anh bảo tôi có gian tình với người ta Bây giờ tôi không đi nữa Thì anh lại bảo tôi vẫn dám ngủ ở đây nam cung phong rốt cuộc anh muốn gì nam cung phong nghiêng đầu sao tức giận rồi à cô cũng biết tức giận cơ à sao tôi lại không thể tức giận là người ai mà không biết tức giận chỉ là có thể nhịn hay không thôi thế thì cô nhịn đi không phải cô nhẫn nhịn giỏi lắm sao nếu như là chuyện khác thì tôi có thể nhẫn nhịn anh bắt tôi sống ở cái nơi quỷ tha ma bát này tôi cũng không nói gì nhưng anh cứ bôi nhọ sự trong sạch của tôi hết lần này đến lần khác tôi không thể nhịn được nữa rồi nơi quỷ quái này nam cùng phòng nhớn mày với vẻ không thể tin nổi cô đang phàn nàn với tôi là nơi cô ở hiện tại khiến cô rất không hài lòng anh cảm thấy tôi nên hài lòng sao mấy người vợ trước của anh thấy hài lòng sao anh tùy tiện nhìn xung quanh một lượt gật đầu hài lòng chứ phòng này thiết kế độc đáo như thế ánh sáng lại đẹp, có gì mà không hài lòng. Âu Dương Vân nở nụ cười châm trọng. Nếu anh đã thấy tốt, thì hai chúng ta đổi chỗ cho nhau đi. Tôi ở phòng bên ngoài, anh ở trong đây. Nói đi nói lại, cô chẳng qua chỉ muốn ngủ cùng tôi chứ gì. Tôi không để cô đạt được mong muốn đâu. Ai muốn ngủ cùng anh? Anh còn nói tôi tự cho mình là đúng. Tôi thấy anh đúng là trò giỏi hơn thầy đấy. Cô không muốn ngủ cùng tôi thì phàn nàn chuyện sống không tốt làm gì. Lại còn kêu gào, đòi ra bên ngoài, biết thừa tôi có bệnh sạch sẽ, ghét những thứ mà phụ nữ từng chạm vào, lại còn khách bác tôi kiểu biến tướng như thế, đúng là tấm lòng tư mã chiêu, hừ. Âu Dương Vân hoàn toàn cạn lời, cô day day chán, phải thế nào, anh mới chịu tha cho tôi, anh cứ nói đi, tôi nhận thua là được chứ gì. Cô thực sự bị anh giày vỏ, đến mức sức cùng lực kiệt không còn hơi đâu đấu đá với anh nữa chỉ có thể giờ cờ trắng đầu hàng nếu tôi mà muốn đuổi cô đi như thế thì ba mẹ và em gái tôi bị cô lừa dối đến mức đầu óc dối tinh dối mù sẽ dùng cái chết để đe dọa cho nên vì sự bình yên của cái nhà này tôi tạm thời tha cho cô một lần lần sau mà còn dám chạy trốn cùng thằng đàn ông khác trước mặt tôi hay là liếc mắt đưa tình tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô cũng không tha cho cả nhà mẹ đẻ của cô đâu. Biết rồi, Âu Dương Vân nghẹn lửa giận trong lòng vì muốn Nam Cung Phong nhanh chóng kết thúc sự giày vò với mình mà cố nhịn không để cho nó bùng phát. Cuối cùng, trong sự im lặng của cô, Nam Cung Phong rời khỏi căn phòng rồi đóng cửa lại. Cô mệt mỏi nằm lên giường, chỉ hận không thể coi cái gối trên giường là người đàn ông thối tha kia mà sẽ tan ra thành nghìn mảnh. Cái gì? mà bỏ trốn theo trai cái gì mà liếc mắt đưa tình rõ ràng không có chuyện đó anh lại cứ khăng khăng gắn những tội danh đó lên đầu cô tên xấu xa đáng ghét nhất tốt nhất đừng để cô nắm được điểm yếu anh giàn díu với người phụ nữ nào khác bằng không ảnh sẽ hứng đổ kết một tiếng cách cửa đột ngột mở ra cô sợ đến mức ngồi bật dậy lại sao nữa nằm cùng phòng đứng ngoài cửa mặt không có biểu cảm gì ra lệnh ghi số điện thoại của tôi này Âu Dương Vân sững sờ, cố ý làm khó anh. Này, tôi hôm qua tôi muốn trao đổi số điện thoại, ai bảo không cần ấy nhỉ? Nói nhiều thế làm gì? Bảo cô ghi thì cứ ghi đi. Ánh mắt Nam cùng Phong hiện lên vẻ trách móc. Cô nhìn dáng điệu lúng túng của anh mà cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn một chút. Ở được, anh đọc đi. Một, ba, sáu. Sao, 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 sao. Ghi lại chưa? Ghi rồi gọi qua đi. Âu Dương Vân bấm số, điện thoại của Nam Cung Phong đổ chuông, anh hài lòng quay người rời đi, cũng không buồn đóng cửa vào cho cô. Chỉ biết mở cửa, chứ không biết đóng cửa, người gì đâu mà bất lịch sự ghê. Cô lẩm bẩm ra đóng cửa, vừa thò tay tới, thì Nam Cung Phong đã thỉnh lình xuất hiện trước mặt cô. Cô thực sự sợ đến mức nhảy dựng lên bối rối hỏi lại, lại sao nữa đây? Quên không nhắc cô, sau này bắt buộc phải về nhà trước 10 giờ Nếu muộn thì sao Thế thì thích đi đâu thì đi Đừng vào cửa nhà này nữa Đây là quy định cho mọi người trong nhà Hay chỉ dành cho riêng mình tôi thôi cổ thử nói xem Nam Cung Phong nhớn mày Ném cho cô một ánh mắt thật ngu ngốc Kéo bức tranh lại Ngăn cản tầm mắt hai người giao nhau Sáng sớm Âu Dương Vân tỉnh dậy rất sớm Vốn định nhân lúc Nam Cung Phong chưa dậy Chuồn ra khỏi phòng Ai ngờ anh dậy sớm hơn cả cô, hơn nữa còn đang thu dọn hành lý, cô kinh ngạc bước tới ngờ vực hỏi, anh làm gì đây, không phải bị tôi chọc giận đến mức đòi bỏ nhà đi đấy chứ? Nam cùng phòng lười biếng, ngước nhìn lên tức giận hỏi lại, cô không cảm thấy gần đây tế bào hài hước của cô hơi nhiều rồi à? Anh không nói, thì cô cũng ý thức được, lúc trước khi còn ở nhà Âu Dương Cô là người rất ít khi pha trò, nhưng đối mặt với người đàn ông bị thế giới bên ngoài đồn đại là không khác gì ác quỷ này, cô không hề thấy sợ, thậm chí còn cảm thấy lúc anh không nổi giận cũng rất đáng yêu. Được rồi, không đùa nữa, rốt cuộc đi đâu vậy? Đi công tác. Nằm cùng Phong đóng vali lại, cầm điện thoại lên gọi cho một dãy số, hỏi một câu lời ít ý nhiều, đến chưa? Đã đợi cả tiếng đồng hồ rồi Bây giờ tôi xuống đây Anh ngắt điện thoại Xách vali lên Đi ra ngoài Nghĩ đi nghĩ lại Hình như nên nói gì đó Vì thế anh quay đầu lại Cuối cùng cũng có vài ngày Không cần nhìn thấy bản mặt đáng ghét của cô rồi Đúng là tốt quá đi mất Đợi anh quay người đi rồi Âu Dương Vân âm thầm nói trong lòng Cũng như nhau cả thôi Nghe thấy tiếng bước chân đi xa dần âu dương vân thở phào một hơi vươn vai một cái nhưng lại vô tình liếc thấy quyền hộ chiếu của nam cung phong rơi trên tủ đầu giường cô vội vàng cầm lấy đuổi theo khó khăn lắm mới có được vài ngày yên tĩnh đừng vì quên mang hộ chiếu này mà hủy lịch trình vì cô dậy quá sớm nên dưới tầng chỉ có ba người giúp việc đang quét dọn vệ sinh thấy cô xuống dưới họ cung kính cúi đầu chào mợ chủ cô vội vàng ừ một tiếng chạy thẳng ra khỏi cửa phòng khách nhưng rất không may chiếc xe đã lăn bánh rồi cô co càng đuổi theo vẫy vẫy quyển hộ chiếu trong tay mà hét to đợi đã nam cùng phong nhắm mắt định ngủ một giấc thì loáng thoáng nghe thấy giọng âu dương vân anh nghiêng đầu liếc vào kính chiếu hậu thì thấy cô đang đuổi theo sau thật lập tức nói dừng xe chiếc xe dừng lại anh đẩy cửa xuống xe hai tay khoanh trước ngực dựa người và thân xe ung dung nhàn nhã nhìn cô gái đang thở hồng hộc mà trêu đùa không nỡ để tôi đi à âu dương vân tức giận trừng mắt lườm anh một cái nhét quyền hộ chiếu vào lòng anh tôi sợ anh không đi nổi thôi vừa dứt lời trước mặt đã xuất hiện thêm một người đàn ông nhẹ nhàng đoan chính tươi cười hỏi người này là chị dâu mới phải không âu dương vân hoài nghi gật đầu xin hỏi cậu là ồ tôi tên là quý phong là thư ký kiêm tình nhân của anh Phong lần đầu gặp mặt hân hạnh hân hạnh tình nhân Âu Dương Vân sợ hết hồn toàn thân hóa đá tại chỗ ánh mắt cô hướng về phía Nam Cung Phong cứ tưởng anh sẽ phủ nhận không ngờ anh không những phủ nhận mà còn ngồi vào xe như không có chuyện gì xảy ra chị dâu em đưa tay lâu lắm rồi đấy quý Phong ngượng ngùng nhắc nhở Âu Dương Vân bắt tay cùng cậu ấy không được tình nguyện cho lắm. À thì, bây giờ chúng tôi đang vội tới sân bay, xin phép đi trước nhé. Đợi đã. Âu Dương Vân gọi cậu ta đứng lại, trầm giọng hỏi, hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Quý Phong quay đầu nhìn Nam Cung Phong lặng lẽ trả lời, quả thực, không giấu giếm gì, quan hệ đồng chí. Cô không tin, đi tới bên cạnh cửa sổ xe cúi người chất vấn người đàn ông trong xe, chẳng phải anh nói anh không phải là người đồng tính sao? nam cùng phong không để ý tới lời chất vấn của cô trưng mắt nhìn quý phong sao còn chưa lên xe quý phong lập tức lên xe vẫy vẫy tay chị giàu yên tâm đi có em bên cạnh anh phong anh ấy sẽ không cô đơn đâu âu dường vần thấy ra đầu mình tê dại chiếc xe nhanh chóng lao vút đi bụi bay mổ mịt trong không khí khiến cô sặc sụa thực ra cô cũng không chắc lắm rốt cuộc là sặc vì bụi hay vì câu nói anh ấy sẽ không cô đơn đâu của Quý Phong. Chẳng trách anh ghét phụ nữ như vậy, hóa ra là vì thích đàn ông. Ban đầu cô hỏi anh còn không thừa nhận, bây giờ lại không phủ nhận. Trời đất quay cuồng, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nếu như Nam Công Phong là một người đồng tính thì cô nên làm thế nào đây? Phở phạc về đến nhà, em chồng của cô đã dậy, đang đi dạo ở vườn hoa bên ngoài. Thấy cô uể oải nặng nề tâm sự cô bé vội vàng hỏi hàn chị dâu sao thế âu dương vân nhún nhún vai anh trai em đi công tác rồi nam cùng tỉnh tỉnh vui vẻ anh trai em đi công tác chị buồn lắm hả hóa ra tình cảm của hai người đã sâu sắc tới vậy rồi tỉnh tỉnh em thực sự không biết hay giả vờ không biết vậy hả biết gì ạ chuyện anh trai em là người đồng tính ấy anh trai em là người đồng tính sao có thể thế được? cô thở dài. thật đó, người đàn ông kia chính miệng nói với chị, anh trai em cũng không phủ nhận. với tính cách của nam cung phong, nếu không phải là thật thì tuyệt đối sẽ không để người ta bôi nhọ đâu. người đàn ông kia là ai? quý phong. quý phong. nam cung tỉnh tỉnh phụt một tiếng, bật cười ha hả cười đến mức nghiêng ngả. chị giàu à? chị bị dỡn mặt rồi. Quý Phong không phải là người đồng tính đâu. Anh ấy là trợ thủ đắc lực nhất của anh trai em, cũng là bạn thân nhất của anh ấy. Nếu hai người họ mà có quan hệ tình nhân, chắc em tức chết mất. Âu Dương Vân nghe vậy, sợi dây căng trong lòng cuối cùng cũng đứt. Thực ra không phải vì cô nhẹ dạ dễ bị lừa, mà là cô quá nhạy cảm với vấn đề Nam Cung Phong ghét phụ nữ rồi. Này, tại sao em lại tức giận? Em thích Quý Phong à? em chồng của cô trước nay rất bộc trực thẳng thắn, gật đầu luôn. Ừ, đúng thế ạ. À. Âu Dương Vân rất thích tính cách của cô bé, không hề ưỡn ẹo làm trò. Thế cậu ta thì sao, cũng thích em chứ? Em không biết, anh ấy chưa từng nói thích em. Quý Phong là trẻ mồ côi, em thích anh ấy cũng không dám nói cho anh ấy biết, sợ anh ấy rất áp lực. Hoa ra là thế, cô an ủi em chồng mình, không sao đâu chỉ cần em không bỏ cuộc chuyện cao thấp không thành vấn đề những ngày nam cung phong đi công tác âu dương vân thực sự sống rất thoải mái làm việc cả một ngày dài về nhà ngồi nói chuyện cùng ba mẹ chồng trong phòng khách không hề thấy câu nệ buổi tối ăn bữa cơm tối rồi lên tầng từ sớm nhớ lại chuyện tối qua đấu võ mồm cùng anh cô đột nhiên nảy ra một ý nghĩ sao không nhân lúc anh đi công tác mà hưởng thụ phòng của anh vài ngày nhỉ thời tiết dần dần nóng lên tuy phòng cô ở cũng có điều hòa nhưng vì đóng quá kín lúc nào cũng có cảm giác ngột ngạt mà quan trọng nhất mỗi tối tắm rửa còn phải sang phòng bên dùng phòng tắm nghĩ như vậy cô lập tức lấy áo ngủ chùi vào phòng tắm của nam cùng phòng đúng là xa hoa mà bồn tắm rộng lớn và trắng tinh có dùng kính lúc phóng to 500 lần cũng không tìm ra được một chút tì vết và bẩn bụi nào khổng hồ là người đàn ông có bệnh sạch sẽ cực kỳ nặng từ sàn nhà đến bồn rửa mặt đều sạch đến mức khiến người ta phẫn nộ bồn tắm trong phòng này là loại bồn mắt xa cô xả một bồn nước ấm cởi quần áo nằm xuống sự mệt mỏi trong cả ngày dài biến mất tăm càng tuyệt diệu hơn trong bồn có âm nhạc cảm ứng tự động người vừa nằm xuống nước nhắm mắt lại là có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương. Cô không khỏi cảm thán, anh chàng này thật biết cách hưởng thụ. Tắm xong cô bước ra, đứng bên cạnh giường của anh, nghĩ tới hành động quá đáng khi đổi cả giường của anh lần trước. Ôm tâm lý báo thù nằm trên giường của anh lăn lộn mấy vòng, rồi mới hài lòng đứng dậy đi chuẩn bị bài giảng cho ngày mai. 10 giờ đúng, cô gặp sách lại, ngồi trên giường của anh, qua một hồi đấu tranh cô cũng cầm được điện thoại lên gọi điện cho Nam Cung Phong. Điện thoại đổ chung một lúc lâu mới có người bắt máy. Liền sau đó là chất giọng vô cùng lãnh đạm. Có chuyện gì? Âu Dương Vân hít một hơi sâu hỏi. Anh đến nơi chưa? Hỏi thừa. Có đi sao hòa thì bây giờ cũng đến nơi rồi. Cô bĩu môi thẩm nghĩ. Nếu anh mà biết cô đang nằm trên giường mình để nói chuyện điện thoại cùng mình. Bạn nãy còn dùng bồn tắm riêng của mình vậy thì chắc chắn sẽ phát điên lên. Ồ, vậy bao giờ anh về? Bao giờ tôi về thì liên quan gì đến cô? Anh tưởng tôi muốn hỏi chắc là mẹ bảo tôi hỏi anh, chẳng nói chẳng rằng đã đi mất tâm. Vừa nghe thấy cô nói, mẹ anh muốn hỏi, thái độ của Nam Cung Phong cũng đỡ hơn nhiều. Thứ tư tuần sau, tốt quá rồi, còn tận 5 ngày nữa. Ừ, biết rồi, bye. Cô tự cúp máy tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, vừa nhắm mắt lại, điện thoại đã đổ chuông, vừa nhìn thấy dãy số của người gọi là từ Nam Cung Phong. Cô dò dự một chút rồi lập tức bắt máy. Còn chuyện gì thế? Sau này không được phép ngắt máy của tôi trước. Được, không có chuyện gì, cũng đừng gọi cho tôi. Được, ngoài từ được ra, cô còn biết nói từ gì nữa. Tạm biệt. Cách ngày Nam Cung Phong trở về còn hai ngày, Âu Dương Vân vừa kết thúc một tiết dạy, cầm sách đi lên hành lang dài hướng về phía văn phòng, nhưng giữa đường đụng ngay phải lâm ái. Tiểu Vân, mau lên, bác gái của cậu đến rồi. Cô thấy thấp thỏm nhíu mày hỏi, ở đâu cơ? Ở ngoài cổng trường, bảo vệ gọi vào số điện thoại trong văn phòng của cậu, tớ nhận máy mà. Cô đỡ chán thở dài, trong lòng vô cùng rõ ràng chắc chắn lại xảy ra chuyện gì rồi. Trước giờ, gia đình bác trai không có việc gì sẽ không tìm đến đâu. Cô đưa sách giáo khoa trong tay cho Lâm Ái, đi thẳng ra ngoài cổng trường. Từ xa đã thấy bác cái đứng dưới một gốc cây to, sốt ruột cầm một tờ báo quạt lấy quạt để. Vừa trông thấy cô, Diêu Mẫn Quân đã ném tờ báo xuống đất chạy về phía cô vội vàng nói À Vân, bác con gặp chuyện rồi, còn mau nghĩ cách cứu ông ấy đi. Lại có chuyện gì nữa đây? Âu Dường Vân không thấy lạ nữa, ông bác Lữ Trường Quý là người thân duy nhất với cô ngoài ba cô, nhưng so với ba cô thì cũng người tám lạng kẻ nửa cân, chỉ quan tâm đến danh lợi hư tình giả ý, mấy năm nay gây ra không ít phiền phức cho cô, nếu không phải lúc còn sống, mẹ cô có dặn dò thì cô thực sự không muốn để tâm tới họ. Hôm qua, một đám người của cục công thương đến cửa hàng nhà chúng ta họ muốn tịch thu thuốc lá của nhà chúng ta bác cháu không chịu cãi họ vài câu thế là họ bắt ông ấy đi rồi Diều mẫn quân nói được vài câu mà mắt đã đỏ lên như thể chịu uất ức gì lớn lắm đàng yên đàng lành tại sao cục công thương lại muốn tịch thu thuốc lá của nhà bác hai người lại bán thuốc lá giả đúng không chỉ trộn vào mấy cây thôi mà cũng không phải toàn bộ Âu Dương Vân bực mình bóp bóp chán, tức giận chất vấn. Thực sự chỉ trộn vài cây thôi sao? Đã nói với hai bác bao nhiêu lần rồi. Đừng có bán hàng giả nữa. Tại sao không bao giờ nghe? Bây giờ xảy ra chuyện rồi. Lại đến tìm cháu. Cháu có cách gì được? Không phải cháu đã gả được vào gia đình nhiều tiền hay sao? Chút chuyện nhỏ nhặt này chắc không làm khó được cháu nhỉ? Cháu gả cho nhà nào? cũng không phải để tiện dọn dẹp đống hồ lốn cho hai bác với cả làm sao mà bác cháu chỉ cãi lại người ta mấy câu đã bị bắt đi được cho dù bác gái của cô không chịu nói thật cô cũng thừa hiểu rồi diều mẫn quân trột dạ gật đầu rồi lại lắc đầu biết không giấu được cháu ngoại đành phải nói thật ông ấy tát người ta hai cái hờ ẩu dường vần đúng là cạn lời hết sức mình bán thuốc giả mà còn đòi lý sự còn đánh người thi hành pháp luật đúng là coi trời bằng vùng bây giờ phải làm sao đây bác muốn đến sở cảnh sát thăm bác trai cháu họ cũng không cho với tính nết của bác trai cháu bác e ông ấy sẽ bị người ta đánh bây giờ mới biết lo sợ à lúc bán hàng giả sao không biết lo đi bị đánh cũng đáng đời không để bác ấy chịu khổ một tí mãi mãi không biết trời cao đất dày là gì diều mẫn quân bỗng chốc không vui Bà ta xa sờ mặt mũi Tiểu Vân Cháu nói thế là thế nào Bác cháu có sai đến mấy Cũng vẫn là bác cháu Khi cháu với mẹ cháu khó khăn nhất Nếu không phải bác với bác trai cháu Giúp đỡ hai mẹ con Hôm nay cháu có thể đứng ở đây Nói chuyện với bác sao Làm người không thể vong ân bội nghĩa như thế được Cháu không nói Sẽ mặc kệ bác ấy Bây giờ cháu đang nói đến chuyện Không thể làm trái đạo đức xã hội với bác nếu bác không ý thức được hành vi sai trái của mình thì cháu cũng chịu hết cách. Làm người không thể vong ân bội nghĩa, làm người càng không thể tán tận lương tâm. Diều Mẫn Quân biết rõ tính cách của cô, bà ta nhẹ giọng Được, bác biết sai rồi, bác đảm bảo với cháu tuyệt đối sẽ không có lần sau. Đợi khi cháu cứu được ông ấy ra rồi, hai bác sẽ gỡ ngay hàng giả xuống khỏi giá. Tuy rằng rất khó xử, Âu Dương Vân cũng chỉ có thể đồng ý bác về trước đi cháu sẽ nghĩ cách cả buổi chiều ngây ngây dại dại tinh thần bất ổn sự khác thường của cô đã khơi gợi sự chú ý từ giang hữu nam người luôn quan tâm cô nhất giang hữu nam tìm đến lâm ái hỏi lý do khiến ông dương vân buồn phiền sau khi biết được tâm sự của cô cũng hiểu được nỗi khổ trong lòng nhà chồng cô có tiền đó có thế lực đó không có gì không giải quyết được, nhưng hành vi bán thuốc lá giả khiến người ta khó mà mở miệng được. Sáng ngày hôm sau, Âu Dương Vân đang trên đường đến trường thì nhận được điện thoại của bác gái. "Tiểu Vân, bác trai cháu được thả ra rồi, cảm ơn cháu nhé, ân tình này bác và bác trai cháu sẽ nhớ kỹ." Cô kinh ngạc, mở to mắt, hỏi lại với vẻ không chắc chắn lắm, "Gì cơ? Ra rồi sao?" Đúng thế, tối qua được ra rồi cũng may mà có cháu giúp trưa nay bác và bác trai đến trường thăm cháu nhé này không phải cô chưa nói xong thì bác gái đã cúp máy ở giường vần nghĩ mãi mà không hiểu chuyện của bác trai cô còn chưa nhắc đến với người nhà làm sao mà được thả ra rồi mối nghi ngờ của cô bỗng chốc được hóa giải sau khi gặp lâm ái hóa ra là giang hữu nam giúp đỡ cô làm việc chung suốt hai năm Tất nhiên cô biết rõ ba của Giang Hậu Nam là sở trưởng sở cảnh sát thành phố B. Đột nhiên biết được chân tướng Âu Dương Vân lúng túng không nói nên lời từ sau buổi tối ở bên bờ sông hai người còn chưa nói với nhau câu nào. Nhịn mãi đến trưa cô mới bất chấp gõ cửa phòng hiệu trưởng mất tự nhiên nói chuyện của bác em cảm ơn anh nhé. Giang Hữu Nam dịu dàng cười trêu cô chỉ có thế thôi hả? À? không có thành ý gì hết. Vậy anh muốn thế nào? Âu Dương Vân thấp thỏm, lo rằng anh ta sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng nào đó. Anh ngẫm nghĩ một chút, mời anh ăn cơm đi, tối mai có được không? Yêu cầu này không có đáng chút nào, nhưng cô không thể đồng ý một cách nhanh chóng được. Một là vì tâm tư của Giang Hữu Nam đối với cô, hai là vì vẫn chưa quên lời cảnh cáo của Nam Cung Phong tối hôm đó. Không được sao Nếu như cảm thấy khó xử quá thì thôi vậy Ánh mắt Giang Hữu Nam Thoáng hiện vẻ tổn thương Ánh mắt đó như kim châm nhói lòng Âu Dương Vân Cô cảm thấy hình như mình quá tàn nhẫn với anh Được không thành vấn đề Nhưng mà xui quỷ khiến Cô đồng ý rồi Đợi cô ra khỏi phòng hiệu trưởng rồi Giang Hữu Nam mới thu lại nụ cười trên mặt Đau khổ nhắm mắt lại Không phải không buồn chỉ là anh tạm thời cất nỗi buồn vào tim Hai năm còn có thể đợi Huống hồ là ba tháng Bây giờ Việc anh có thể làm Là đợi người đàn ông ly hôn như cơm bữa kia Ruồng bỏ người phụ nữ Mà anh coi như là cả sinh mạng Ngày mai Nam Cung Phong về nhà rồi Tối đó Âu Dương Vân Nằm trên giường của anh Vẫn thấy lưu luyến lắm Ngoài việc căn phòng này hơi lạnh lẽo Thì không có gì để chê cả thật mong anh có thể đi công tác nửa năm hay một năm hoặc có thể cô sống đốt mùa hè này cũng được chỉ một tâm nguyện nhỏ nhỏ thế thôi cũng rất khó thành hiện thực nửa đêm cô đang ngủ ngon một cơn gió lạnh tới gần mờ mờ màng màng qua ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào cô nhìn thấy một bóng đen đứng trước mặt mình lòng hoảng hốt cơn buồn ngủ hoàn toàn bay mất cô ngồi bật dậy hoang mang hỏi anh là ai Đèn ngủ ở đầu giường bỗng chốc sáng bừng lên, cô nói, "Xem tôi là ai?" Âu Dương Vân hít một luồng khí lại, người đứng trước mặt cô là Nam Cung Phong, hai mắt cô bắt đầu như nổ ra đom đóm, đã có thể dự đoán trước kết cục của mình rồi. "Anh, anh sao đã về bây giờ? Không phải đã nói thứ tư sao? Lẽ nào cô nhớ nhầm ngày? Bây giờ về mới có thể biết được lúc tôi không ở đây có ai không yên phận không? Ánh mắt của Nam Cùng Phong lộ ra tín hiệu nguy hiểm. Âu Dương Vân, cô dám ngủ trên giường của tôi. Anh nghe tôi giải thích đã. Đừng tức giận, bình tĩnh, bình tĩnh. Âu Dương Vân gắng sức an ủi anh. Nửa đêm canh ba, anh mà điên điên khủng khủng lên chắc sẽ đánh thức cả nhà dậy mất. Cô không cần giải thích. Hành động của cô đã là lời giải thích tốt nhất rồi. Nếu cô đã muốn tiếp xúc thần mật với tôi như thế tôi sẽ thành toàn cho cô. Nam cung Phong nói rồi, đung đung cởi áo vest ra, ném lên sofa, bổ nhào về phía cô. Anh làm gì vậy? Âu Dương Vân vừa dứt lời, thì đôi môi lạnh lạnh của Nam cung Phong đã ấn xuống. Cô kinh ngạc mở to mắt, thoáng chốc như một pho tượng hóa đá, mặc cho đầu lưỡi của anh chạm vào hàm răng sạch sẽ của cô. Khi cô bật ra câu hỏi kia, đầu lưỡi của anh tiến vào, công thành chiếm đất, dụ dỗ đầu lưỡi mềm mại của cô không ngừng quấn quýt. Âu Dương Vân cuối cùng cũng phản ứng lại được. Bàn tay của Nam Cung Phong đã không hề khách sáo. Người đàn ông này căn bản không cho cô bất kỳ hành động kháng cự nào. Dần dần cô không bài xích nữa thầm nghĩ còn thế nào được đây cứ như thế này đi. Chuyện nam nữ hoàn ái là một phần quan trọng trong hôn nhân họ cũng không có khế ước hôn nhân bằng văn bản nào trước khi kết hôn khi chưa có ý định kết thúc cuộc hôn nhân này nên làm chút chuyện mà vợ chồng nên làm huống hồ cô cũng là một người bình thường đàn ông có nhu cầu sinh lý thì phụ nữ cũng có vì sức khỏe thể chất lẫn tinh thần thì chuyện này cũng phải bắt buộc thôi dù sao bất kể người đàn ông này bên trong ruột thế nào thì vẫn được cái vỏ ngoài đẹp trai gỡ gạc lại trông cũng không quá ghê người. Cô chuẩn bị tâm lý xong, gom hết dũng cảm phối hợp với anh. Trái tim Âu Dương Vân chợt lạnh đi, cô biết rất rõ một người đàn ông hôn một người phụ nữ không có nghĩa là anh ta yêu cô ấy. Nhưng nếu anh ta lựa chọn thân mật với cô ấy mà không hôn môi cô ấy, vậy thì chắc chắn anh ta không yêu người phụ nữ này. Bao nhiêu dũng cảm khó khăn lắm mới gom đủ, bỗng chốc biến mất không còn tâm tích cô khôi phục lại trạng thái hai người ở chung lúc trước lớn tiếng chất vấn nam cung phong anh không ghét phụ nữ nữa à quả nhiên người đàn ông đang vùi đầu vào cổ cô nghe thấy câu hỏi này không hề thương hoa tiếc ngọc mà đẩy cô ra từ trên giường nhảy phát xuống ánh mắt anh hơi lóe lên lẫn với sự lúng túng như có như không nam cung phong quay người đi vào phòng tắm đi được hai bước còn quay đầu cảnh cáo ở yên đây không được phép động đậy, trước khi tôi ra, dạ, mà cô thử cử động đậy xem." Âu Dương Vân vừa buồn bực vừa bối rối, cô không biết Nam Cung Phong sẽ đối phó với mình thế nào, nhưng cô biết Nam Cung Phong ghét phụ nữ thế nào, cô bây giờ chẳng khác gì con cá nằm trên thớt, kết cục cuối cùng là mặc cho anh mổ xẻ. Thấp thỏm đợi nửa tiếng đồng hồ, Nam Cung Phong mới ra khỏi phòng tắm, anh chỉ mặc áo choàng tắm màu trắng tóc vẫn còn nhỏ nước tôi không cố ý khiêu chiến giới hạn của anh chỉ là trời càng ngày càng nóng mà phòng của tôi quá ngột ngạt cho nên tôi bảo cô giải thích à nam cùng phòng nhớn mày rất không vui âu dương vân hết sức lo sợ người đàn ông này còn không muốn nghe cô giải thích xem ra hậu quả nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng rồi tối mai về sớm một chút đi ra ngoài ăn cơm với tôi hả hả cái gì mà hả Tài cô bị điếc à? Không phải, nhất định là tối mai à? Nam cùng phòng hở hững gật đầu. Đúng thế, sao? Không tiện à? Anh đoán được, cô cũng không dám từ chối. Anh có thể dùng thái độ bình tĩnh như thế nói chuyện với cô là cô đã cảm kích không thôi. Sao có thể không biết nặng nhẹ như thế chứ? Nam cùng phòng khá tự tin. Âu Dương Vân vô cùng khó xử. Cô đã hứa hẹn tối mai sẽ mời giang hữu nam ăn cơm rồi chuyện đã đồng ý với người ta làm sao có thể hối hận được nhưng nếu cô từ chối nam cùng phòng tôi này nhất định người đàn ông này sẽ không tha cho cô đâu nhỉ sao không nói năng gì lẽ nào không tiện thật nam cùng phòng thấy cô im lặng một hồi lâu sắc mặt cũng bắt đầu u ám người đàn ông này đi công tác bị trúng gió đúng không đang yên đang lành sao lại muốn cô cùng anh ra ngoài ăn cơm mà cứ nhất thiết phải là tối mai tối mai cô không có thời gian không muốn nợ ân tình của giang hữu nam không thể sai hẹn được vì thế chỉ có thể từ chối nạp cùng phòng nhưng tuyệt đối không được phép nói ra lý do thật sự nếu như không muốn nảy sinh mâu thuẫn thật sự là không tiện lắm tối mai tôi có hẹn với bạn rồi bạn nào lầm ái anh từng gặp rồi đó hủy đi không được tiệc sinh nhật người ta mà Tôi với cô ấy quen nhau từ hồi đại học, năm nào cũng đón sinh nhật cùng nhau. Thật à? Nam cùng Phong nhíu mày, hiển nhiên không tin tưởng lý do của cô lắm. Nếu không tin thì tôi gọi điện cho cô ấy để anh hỏi thăm nhé. Âu Dương Vân giả bộ gọi điện thoại cho Lâm Ái. Không cần đâu. Nam Cung Phong sốt ruột vất tay, trừng mắt nhìn cô. Cô bận rộn thật đấy nhỉ. Vậy thì tối mai tôi không thể ra ngoài cùng anh được rồi cho cô ba giây lập tức cuốn xéo khỏi tầm mắt tôi anh vừa dứt lời âu dương vân đã nhanh chóng nhảy xuống giường chạy thẳng về phòng mình đóng cửa lại cô khẽ thở dốc cho đến khi bốn bể yên tĩnh không nghe thấy tiếng động nào nữa cô cũng không thể tỉnh táo lại từ cơn hoảng hồn đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông tính tình nóng nảy mà lại không làm gì cô thậm chí Cô từ chối anh mà anh cũng cố gắng thấu hiểu. Cô nhìn đồng hồ, đã là dạng sáng. Vài tiếng đồng hồ sau đó, cô trần trọc lăn qua lộn lại không thể nào ngủ ngon được. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu đã hiện ra hình ảnh Nam Cung Phong hôn mình. Sau một hồi cân nhắc đắn đo, cuối cùng cô cũng hiểu được mối khúc mắc trong lòng. Anh hôn cô tuyệt đối không phải vì tình yêu mà chỉ muốn trêu đùa cô, trừng phạt cô nhưng sự thay đổi trên cơ thể không thể che giấu được chỉ cần đàn ông bình thường không thể không có thất tình lục dục không liên quan gì đến chuyện yêu hay không yêu chỉ là một kiểu phản ứng theo bản năng mà nam cung phong có lẽ cũng vì loại phản ứng này mới thấy lúng túng cũng gián tiếp vì thế mà tha thứ cho hành động của cô trên thực tế suy đoán của âu dương vân không sai một tí nào sáng sớm ra khi cả gia đình ngồi ở phòng khách Nam Cung Phong mang theo một túi quà xuống tầng Anh lại mua quà về cho mọi người à Nam Cung tình tình vui vẻ đón anh Ôm cách tay anh trai làm nũng Ừ Nam Cung Phong liếc em gái một cái rất cưng chiều Lấy từ trong túi quà ra một chiếc kẹp tóc rất tinh tế Ngồi sao vĩnh hằng phiên bản giới hạn của em Cảm ơn anh Tặng em gái xong Tiếp đó là đến mẹ tặng cho mẹ xong thì đến ba, tặng cho ba xong món quà cuối cùng mà mọi người nghĩ chắc chắn là tặng cho Âu Dương Vân thì hóa ra mọi người đã nhầm, anh lại tặng món quà cuối cùng cho dì Lữ. Bỗng chốc không khí lúng túng không thể nói được thành lời, cô em chồng không kiềm lòng được mà hỏi, "Anh, quà của chị dâu đâu?" Nam Cung Phong lười nhác lướt mắt về phía người phụ nữ bên cạnh mình, thản nhiên nói, "Cô ấy không có, Tại sao mọi người đều có mà chị ấy không có? Chị ấy là vợ anh cơ mà. Anh, anh quá đáng rồi đấy nhé. Cô gái nhỏ vô cùng nghĩa khí, trà chiếc kẹp tóc cho anh. Nếu như chị dâu không có, thì em cũng không cần nữa. Hai người tính sao? Có phải cùng muốn trả quà không? Nam Cung Phong bình tĩnh hỏi ba mẹ mình. Bây giờ, anh đã quen với việc cả nhà mình đứng cùng một chiến tuyến với cô rồi. Bà Nam Cung tức giận lườm anh một cái, sau đó nhìn về phía con dâu Tiểu Vân Qua của mẹ tặng cho con nhé Dù sao mẹ gần này tuổi rồi Cũng không có hứng thú với mấy thứ đồ thời trang Âu Dương Vân vội vàng xua tay Không cần đâu mẹ ơi Con cũng không có hứng thú Cô cố gắng nặn ra một nụ cười khổ Có trời mới biết Nhờ những thứ mà Nam Cung Phong ban cho Nên bây giờ cô lúng túng thế nào Nhưng vì giữ vẻ nho nhã trước giờ Nên chỉ có thể giả bộ như không có việc gì, không hề để tâm. Thực sự, có thể không để tâm sao? Đáp án chắc chắn là phủ định rồi. Không có ai thích cảm giác bị vốt lở cả. Cũng may mà tối qua không nghĩ tốt về anh ta. Có lẽ hôm nay không thất vọng đến chết. ăn sáng xong, Nam Cung Phong đi thẳng lên tầng. Còn ông Dương Vân trò chuyện với người nhà một lúc. Ước chừng đến giờ làm, cô cũng lên tầng theo. Bước chân bước lên tầng rất bất lực nếu không phải vì lấy túi sách cô không muốn nhìn thấy người đã khiến cô mất mặt đâu đẩy cửa phòng ra cô đi thẳng về phía trước như thể không có ai trong phòng đằng sau vang lên câu chất vấn với vẻ không vui không nhìn thấy tôi à cứ thế mà đi qua à tất nhiên là cô nhìn thấy chứ chỉ là cô cũng muốn cho anh nếm thứ cảm giác bị người ta ngó lơ thôi có chuyện gì sao tôi với cô thì có chuyện gì được chỉ là không vừa mắt với thái độ ngoảnh mặt làm ngơ của cô thôi anh không quen cũng phải nhìn gần mực thì đen gần đèn thì dạ tôi học theo anh đó một người không nhìn nhận tôi tôi dựa vào cái gì mà phải nhìn nhận anh ta hả nam cùng phòng cười cười với vẻ chế giễu âu dương vân cô đang giận hờn tôi vì tôi không tặng quà cho cô đúng không ai thèm chứ cô tức giận hừ một tiếng quay người đi vào phòng mình ở trong phòng mình vài phút nghe thấy tiếng đóng cửa biết nam cung phong đã đi rồi cô mới ra ngoài khi cô xuống dưới nhà lại đợi thêm vài phút nữa nghe thấy tiếng động cơ xe rời đi mới thở vào một hơi như thoát được gánh nặng đảng định tới trường học đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó cô vở như lơ đãng hỏi bác quản gia đang chỉ đạo người giúp việc làm việc chú thiên cậu chủ có bảo chú đổi giường không hả đổi giường không có người quản gia lắc lắc đầu đầy hoang mang nghi ngờ hỏi lại lẽ nào cậu chủ nhờ cô chuyển lời giúp bảo tôi đi đổi giường ồ không phải không phải âu dương vân vội vàng phủ nhận cô cười gượng gạo cháu chỉ tiện miệng hỏi thôi không sao đâu ạ à, cháu đi làm đây vâng mợ chủ đi thong thả trên đường lái xe đến công ty ánh mắt của nam cung phong liếc về phía ghế phó lái trên đó có một hộp quà màu tím nhạt không có ai biết cũng không có ai dám tin thực ra đây là quà mà anh mua cho âu dương vân vốn định để tối nay sẽ đưa cho cô lúc ăn cơm nhưng không ngờ cô đã có hẹn trước mặt người ta anh cũng không có can đảm tặng cho cô trên thực tế đã lâu lắm rồi anh không tặng quà cho bất kỳ người phụ nữ nào ngoài mẹ và em gái lâu đến mức anh cũng quên là đã bao lâu thế nhưng tặng quà không có nghĩa là anh có tình cảm gì đặc biệt với cô chỉ là trong tiềm thức anh cảm thấy không ghét cô đến vậy so với việc ly hôn rồi cưới một người phụ nữ đáng ghét khác chỉ bằng cố sống hòa hợp với người phụ nữ mà anh không ghét lắm nếu cô đã từ bỏ cơ hội được nhận quà vậy thì việc có cần phải tặng món quà này nữa không trở thành vấn đề cần suy nghĩ ngay lúc này Nằm cùng phòng nghĩ một lát Một bàn tay rảnh rỗi Mở cửa sổ xem Định ném hộp quà này đi Nhưng bàn tay rơi đến nửa chừng Lại từ từ hạ xuống Có lẽ anh nên cho cô thêm một cơ hội nữa Dù sao cô cũng không biết tối nay Anh mời cô ra ngoài ăn cơm Là để tặng quà cho cô Thời gian một ngày chớp mắt đã trôi qua Chạm vạng tối Ánh dương cuối ngày nhuộm đỏ nửa bầu trời Giang Hữu Nam tựa người bên cạnh xe Đợi Âu Dương Vân ra khỏi văn phòng Đã quá nửa tiếng đồng hồ Kể từ khi tan học Âu Dương Vân cứ kéo dài mãi Muốn đợi cho tất cả học sinh đi hết Hôm nay không giống với những ngày trong quá khứ Cô là gái đã có chồng Từng cử động, từng lời nói Đều có thể làm hỏng danh tiếng của mình Giang Hữu Nam Là một người đàn ông vô cùng kiên nhẫn Anh hiểu được băn khoăn của cô Cho nên cũng không vào dục dã vất vả lắm mới đợi được cô bước ra anh lập tức trêu trọng anh ở đây ôm cây đợi thỏ có trò tiền em cũng không dám cho anh leo cây âu dương vân khéo léo cười cười ngồi vào xe của anh sau khi lên xe thấy cô không yên lòng anh vươn tay ra định thắt dây an toàn giúp cô nhưng cô lại ngăn lại với vẻ xa cách cảm ơn em tự làm được anh thấy chạy lòng trong thoáng chốc nhưng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng Chúng ta đi đâu ăn nhỉ? Tùy ý thích của anh, hôm nay em là chủ, anh là khách. Cơ hội hiếm có quá, anh nhất định phải suy nghĩ cẩn thận. Giang Hữu Nam nhíu mày lại, tỏ vẻ suy nghĩ rất lung. Hồng tôn phường đi. Âu Dương Vân kinh ngạc nhìn về phía anh khẽ nói, đó là em thích. Không sao, anh cũng thích. Cô không nói gì nữa, trong lòng đã hiểu, vì cô thích nên anh mới thích hồng tôn phường nằm trên con đường tây nhạc yên tĩnh giữa phố phường ồn ào vừa bước chân vào nhà hàng ánh sáng màu xanh bộ đồ ăn màu xanh bàn ghế màu xanh khiến người ta bỗng chốc có ảo giác như ở bên bờ biển agin cách trang trí lãng mạn các món ăn tinh tế tràn ngập hơi thở châu âu nơi nào cũng lồng lộng phong cảnh địa trung hải hai người ngồi xuống một vị trí gần cửa sổ nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới âu dương vân chuyển cho giang hữu nam nhìn xem thích ăn món gì giang hữu nam cũng không từ chối anh nhận lấy thực đơn nghiêm túc lật đi lật lại âu dương vân trăn trở xin đừng gọi món nào cô thích thế mà anh gọi món cô thích thật cô không ngồi yên được nữa buồn bực hỏi làm sao mà anh biết vậy biết cái gì giang hữu nam ngẩng đầu lên sở thích của em em nói xem giang hữu nam cười cười hỏi lại Lâm ái nói với anh à Ừ Âu Dương Vân đỡ chán thở dài Cô nên nghĩ tới từ lâu rồi mới phải Ngoài lâm ái ra Làm gì còn ai dám bán đứng cô Tuy rằng cô cũng không hề tình nguyện làm vậy Tầm mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ Vô tình liếc thấy một chiếc xe quen thuộc Trong lòng cô hồi hộp Không dám chắc Nên hỏi lại người đàn ông ở phía đối diện Anh nhìn xem Chiếc xe kia có phải là Rolls Royce không? Giang Hữu Nam nhìn theo ánh mắt của cô trả lời chắc nịch. Đúng rồi, trái tim cô lại run lẩy bẩy, không trùng hợp đến mức Nam Cung Phong đang ở gần đây đấy chứ. Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể. Trên thế giới này không chỉ mình Nam Cung Phong có Rolls Royce. Âu Dương Vân âm thầm phủ định hết lần này đến lần khác, thế nhưng cô đen đủi như vậy đấy, mới nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, đã thấy bóng dáng quen thuộc rồi. Bấy giờ Nam Cung Phong và một người đàn ông lạ đang đi về phía nhà hàng, hơn nữa còn là chỗ cô đang ngồi, muốn trốn cũng không kịp nữa, cô hoảng loạn cúi đầu xuống, ôm tâm lý cầu may, cầu nguyện rằng đừng để anh ta phát hiện ra, nhưng tất cả đã muộn, từ lúc vào cửa, Nam Công Phong đã nhìn thấy cô rồi. Cho dù cúi đầu nhưng cũng có thể cảm nhận được áp thấp nhiệt đới đang tới gần. ông Dương Vân thậm chí con muốn đi chết luôn rồi cô hiểu rõ hơn ai hết nam cung phong thấy cô ở bên cạnh giàng hữu nam sẽ tức giận đến mức độ nào tối hôm qua ngủ trong phòng anh bị anh bắt được anh không truy cứu là do cô may mắn như một lần may mắn không có nghĩa là lần nào cũng may mắn âu dương vân trước giờ chưa từng cảm thấy mình là người may mắn rất nhiều lúc cô xui tận mạng ví dụ như hôm nay ngay lúc này một đồi dày da bóng loáng dừng trước vị trí ngồi của cô và giang hữu nam âu dương vân tự biết mình trốn không thoát từ từ ngẩng đầu lên đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của nam cùng phòng cô định nói gì đó nhưng không nói được gì cổ họng khô giang như sắp bốc khói hơn nữa bất kỳ câu nói nào trong lúc này cũng là biện hộ lòng đã hiểu rõ cô đã chuẩn bị đón nhận cái chết thời gian trôi đi cực kỳ chậm một phút mà như một năm nam cùng phòng dừng lại trong thoáng chốc khi cô tưởng rằng anh sẽ bộc phát như dông tố bão lốc anh chỉ lặng lẽ đi qua không nói câu gì sự khác thường này khiến Âu Dương vân vô cùng bất an tuy rằng mới kết hôn với người đàn ông này không lâu nhưng cô cũng hiểu rõ tính tình anh bảy tám phần anh không phải là người có thể chấp nhận và nhẫn nhịn những lời nói dối nam cùng phòng ngồi sau cô một dãy cứng ngắc quay người lại đối diện với ánh mắt phức tạp của anh âu dương vân thấy khó chịu không thể nào tả nổi giống như có bình ngũ vị bị đổ từ vị nào cũng có tuy rằng anh không nói gì nhưng ánh mắt ấy còn nghiêm trọng hơn cả cơn phẫn nộ âu dương vân đã không còn tâm trí đâu mà ở lại ăn cơm nữa cô nói với giang hữu nam bằng vẻ xin lỗi chúng ta đổi chỗ khác được không giang hữu nam chu đáo gật đầu được. Tất nhiên, anh cũng đã nhìn thấy Nam Cung Phong, cho dù cô không đưa ra đề nghị trước, nhưng xét đến hoàn cảnh của cô, anh cũng sẽ đề nghị như vậy. Hai người rời khỏi Hồng Tôn Phường như chạy trốn, đứng giữa đường lớn bụi bặm cô thấy hơi đau đầu, Giang Hữu Nam lái xe tới, đợi cô lên xe rồi anh hỏi, có muốn về nhà không? Anh đưa em về, nhưng vẫn chưa ăn cơm mà, không sao, bây giờ e rằng Em cũng không có tâm trạng ăn cơm cùng anh Sau này rồi tính Âu Dương Vân vừa áy náy vừa cảm kích Đỡ đẫn gật đầu Cảm ơn anh Giang Hữu Nam đưa cô đến bên ngoài Dinh Thự Bạch Vân xuống xe Cô áy náy nói Thực sự rất xin lỗi Lần sau có cơ hội Em sẽ lại mời anh Ừ tạm biệt anh Cô vẫy vẫy tay Quay người đi về phía trước Bóng cô dưới ánh đèn đường Vừa dài vừa cô động Âu Dương Vân Giọng hữu nam đột nhiên gọi tên cô Cô ngờ vực quay đầu lại Sao thế? Nếu như thấy khổ cực quá Thì đừng làm khổ mình Em chỉ cần biết có một người Luôn đứng ở chỗ cũ đợi em bất kể bao lâu Âu Dương Vân thở dài một tiếng lẩm bẩm nói với chính mình Tùy rằng không thể yêu anh Nhưng vẫn phải cảm ơn anh nhiều Về đến nhà Phong cách rất ồn ào Cô lấy cớ không thoải mái Nên lên tầng luôn đợi làm cùng phòng về nhà hỏi tội cô như một hình thức giày vò. Tuy rằng anh không nổi giận ở ngay nhà hàng, nhưng cô không cho rằng anh sẽ coi như chuyện này chưa xảy ra. Có lẽ lúc ấy cũng chỉ vì vướng thân phận không tiện bộc phát. Đọc và chấm một tập bài thì mà tâm hồn cô như treo ngược cành cây. Trước giờ cô là người công tư phân minh, nhưng đây là lần đầu cô không thể tĩnh tâm làm việc được một chữ cũng không nhìn vào mắt không phải sợ anh đuổi đi làm hỏng kế hoạch mà là kiểu nói không rõ giải thích không xong bình thường nếu không phải tình huống đặc biệt thì cô luôn đi ngủ đúng 10 giờ tối nay vì đợi anh về mà 11 giờ rồi vẫn còn ngồi bên bàn làm việc 11 giờ 40 phút Nam Cung Phong mới quay về nghe thấy tiếng động bên ngoài Âu Dương Vân thấp thỏm cô nằm nhắm mắt lại lặng lẽ đợi cơn bão ập tới đợi 10 phút đồng hồ mà không có động tĩnh gì cô không khỏi thấy buồn bực đứng dậy hé cửa lén lén nhìn ra ngoài nam cung phong mệt mỏi nằm trên ghế phà chợp mắt không hề có dấu hiệu gì là muốn tìm cô tính sổ âu dương vân đấu tranh tư tưởng một hồi quyết định chủ động ra giải thích với anh trông có vẻ anh không định truy cứu chuyện cô lừa anh lại càng khiến cô bất an hơn. "Xin lỗi, tôi không cố ý lừa anh. Hai hôm trước, hiệu trưởng Giang giúp tôi một việc, tôi muốn mời anh ấy ăn cơm để cảm ơn, sợ nói sự thật với anh sẽ gây ra hiểu lầm nên mới nói dối." Âu Dương Vân đứng trước mặt Nam Cung Phong, thẳng thắn nói ra lý do cô bất đắc dĩ phải lừa anh. Nam Cung Phong đột ngột mở bừng mắt ra, đột nhiên giơ tay túm cô, đè nghiến lên sofa nghiến ra nghiến lợi gần từng chữ. Lúc có thể nói thật với tôi thì cô không nói, bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Anh lại muốn đuổi tôi đi sao? Sẽ không đuổi cô đi, chỉ là sẽ ghét cô hơn lúc trước. Anh cười lại một tiếng buông cô ra. Âu Dương Vân đứng thẳng dậy, bình tĩnh nói. Nếu như ghét tôi, có thể khiến anh thấy thoải mái hơn thì anh cứ ghét đi. Nam Cung Phong không biết được chuyện mà Âu Dương Vân không sợ nhất là bị người ta ghét bởi vì cô đã quen rồi bắt đầu từ ngày bước chân vào nhà Âu Dương năm 8 tuổi cô đã quen rồi ngày hôm sau cô dậy muộn hơn một chút nhà Nam Cung có thói quen ăn sáng đúng 7 giờ rưỡi nếu đã qua thời gian ăn sáng thì cũng không cần vội hôm nay là cuối tuần không cần đến trường cô tử tốn mặc quần áo sang phòng bên cạnh rửa mặt lúc ngang qua phòng Nam Cung phòng thấy một hộp quà màu tím nhạt được gói tinh tế bị vứt trong thùng rác cô kinh ngạc nhặt lên mở ra xem bên trong là một sợi dây chuyền được chế tác vô cùng tinh tế có vẻ rất đắt đỏ sợi dây đẹp như thế này chắc không phải vứt đi chứ nhưng nếu như không cẩn thận làm rơi thì cũng không thể rơi vào thùng rác được cô đứng tại chỗ ngẫm nghĩ một lúc cũng không hiểu được đành nhặt lên bàn giúp anh Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, cô liếc mắt nhìn hộp quả vuông vuông kia lần nữa, trong lòng chợt thoáng qua một ý nghĩ, sợi dây chuyền đó không phải là thứ Nam Cung Phong chuẩn bị tặng cho cô chứ? Trông có vẻ như không thể, nhưng thực ra cũng có thể, nếu như không phải tặng cô, làm sao đang yên đang lành anh lại vứt đi được? Cho dù nhiều tiền đến mấy cũng không đến mức hoàng phí như vậy. Nghĩ thế, mà xui quỷ khiến thế nào, cô bước tới mở hộp quà lấy sợi dây chuyền ra đeo lên cổ cốc cốc cửa phòng bị ai đó gõ cô mở ra di lữ cùng kính nói mợ chủ mời mợ xuống dùng bữa mọi người đang đợi mình mợ cô kịch ngạc hỏi lại không phải đã quá thời gian dùng bữa sáng rồi sao bà chủ thấy mợ chưa xuống nên hoãn thời gian dùng bữa được tôi xuống ngày đây ông dương vân vô cùng cảm động bỏ qua người đàn ông kết cô ra Gia đình này đối xử với cô thật sự không có gì để chê. Vội vàng xuống tầng, đi thẳng tới bên bàn ăn, cô nói với vẻ hối lỗi, "Xin lỗi, con dậy muộn rồi." "Không sao, thanh niên cứ phải ngủ nhiều một chút." Mẹ chồng hỏa Nhã vỗ vỗ lên tay cô. "Oa, chị dâu, giày chuyền của chị đẹp quá." Cô em chồng phấn khởi, đi vòng tới trước mặt cô, cúi người xem xét cẩn thận. "Oa, đây còn là sợi lưu quang tuyệt ảnh, phiên bản giới hạn cả thế giới chỉ có 10 sợi nữa chứ. Em nằm mơ cũng muốn có, chị dâu, chị mua ở đâu vậy? Âu Dương Vân ngựa ngùng, nhìn về Việt Nam Cung Phong, anh đang nhìn chân chân vào sợi dây trên cổ cô, ánh mắt đó thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Cô nhìn anh, anh lại lạnh lùng quay đầu đi, tiếp tục dùng bữa, như thể chuyện không liên quan đến mình. Được rồi, trang sức của con còn ít sao? màu ăn cơm đi mẹ chồng cô chừng mắt nhìn con gái khéo léo giải vây cho Âu Dương Vân cô đang băn khoăn không biết nên nói lai lịch của sợi dây chuyền này thế nào một bữa sáng khó khăn hơn cả nhai đá mãi mới kết thúc cô đang định thở phào một hơi thì người đàn ông bên cạnh đã lên tiếng lên đây với tôi một lát Âu Dương Vân biết rõ lý do Nam Cung Phong gọi mình lên lầu chẳng qua là vì sợi dây chuyền mà cô đang đeo thôi sự thật chứng minh suy đoán của cô là đúng Ai cho cô đeo sợi dây chuyền này Anh lạnh lùng chất vấn cô Không phải anh định tặng tôi sao Hừ Anh cười lại Cái tật tự cho mình đúng quả là Càng ngày càng nặng nhỉ Dựa vào đâu mà cô cho rằng tôi muốn tặng cô sợi dây chuyền này Dựa vào trực giác Chẳng lẽ cô có biết trực giác của cô Cũng tệ như con người cô vậy Nếu sợi dây chuyền này Không phải anh muốn tặng tôi Thì anh định tặng cho ai Nam cùng phòng lạnh lùng trả lời tôi tặng ai liên quan gì tới cô dù sao cũng không phải tặng cho cô lấy từ đâu thì bây giờ lập tức bỏ lại chỗ đó cho tôi âu dương vân hậm hực tháo sợi dây chuyền xuống ngoắc trên tay chân bước tới cạnh thùng rác rồi hỏi anh thật sự muốn tận tay tôi quảng tâm ý của anh đi sao bớt tự cho là đúng đi tâm ý của tôi chưa bao giờ dành cho một người không có vị trí trong lòng tôi Nam Cung Phong giật lấy sợi dây chuyển trên tay cô, bước nhanh đến cửa sổ, vùng tay ném nó ra ngoài cửa sổ. Sau đó, hai người cũng không nói thêm câu nào. Nam Cung Phong tức giận đạp cửa bỏ đi. Âu Dương Vân đứng trước cửa sổ, dương mắt nhìn xe của anh mất hút khỏi tầm nhìn. Sau đó, xoay người chạy xuống lầu, đến bên bãi cỏ xanh mướt bên ngoài, cúi người tập trung tìm kiếm. Diện tích bãi cỏ rất rộng, cô tìm rất lâu, may là cuối cùng cũng tìm được sợi dây chuyền chỉ là lần này cô không dám đeo lên cổ nữa mà cất nó vào ngăn kéo khóa kỹ lúc chạm vạ nam cung phong chưa về nhà cho tới giờ cơm tối anh vẫn chưa trở về người kinh doanh không tránh được những buổi xã giao âu dương vân cũng không lấy lạ gì hơn 10 giờ tối cô vừa mới lên giường thì bỗng nhiên nghe thấy phòng ngủ kế bên có tiếng va chạm cô nghi hoặc mở cửa ló đầu ra xem xét là Nam Cung Phong thế nào lại ngã ra trên đất. Cô vội vàng bước đến đỡ anh lên, người thấy mùi rượu nồng nặc trên người Nam Cung Phong, đôi mày thanh tú của Âu Dương Vân nhíu lại, sao anh uống nhiều rượu quá vậy? Nam Cung Phong ghét bỏ hất tay cô ra, đừng đụng vào tôi. Anh lạo đảo bước tới cạnh giường, siêu siêu vẹo vẹo thiếu chút nữa lại ngã nhào xuống. Âu Dương Vân tiến lên đỡ Nam Cung Phong theo bản năng. Sau đó, cô lại bị anh hất ra mà không chút cảm kích. Cút ngay, cách xa tôi ra một chút. Âu Dương Vân hơi tức giận, tức tối nói. Tôi biết anh chán ghét tôi, nhưng chỉ cần tôi còn là vợ anh một ngày, thì tôi phải tận nghĩa vụ của một người làm vợ. Nghĩa vụ của người vợ. Nam Cung Phong nhếch miệng cười chào phúng. Nghĩa vụ của người vợ là lừa gạt chồng mình để hẹn hò với một người đàn ông khác tôi đã giải thích việc đó với anh rồi mà nó hoàn toàn không giống như anh nghĩ à phải rồi cô đã giải thích rồi cái thằng giang gì đó đã giúp đỡ cô cô chỉ mời thằng đó ăn cơm để cảm ơn nó thôi phải thật sự là vậy đó ẩu dương vân cứ tưởng cuối cùng nam cung phong cũng đã hiểu ra nhưng không ngờ anh vốn không hiểu gì cả chính xác hơn là anh không chịu hiểu chuyện này nếu như cần giúp đỡ thì cô có thể tìm tôi mà Tôi có tiền, có rất nhiều mối quan hệ. Cô tìm tôi thì tôi sẽ giúp cô giải quyết. Vì sao? Cô nhất định phải tìm thằng đàn ông khác. Lúc đó anh đang đi công tác. Tôi không đi công tác thì cô sẽ tìm tôi sao? E là cô vẫn sẽ đi tìm thằng đàn ông khác thôi. Âu Dương Vân bị Nam Cung Phong hỏi tới mức buồn bực. Cô tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Tôi không tìm đến anh ta mà là do anh ta chủ động giúp tôi. Cô nói như vậy là muốn chứng minh cô rất được yêu thích bởi cánh đàn ông đấy hả? Cũng đúng thôi. Có thể khiến tôi chọn cô ngay lần đầu tiên gặp mặt cũng thấy được cô lợi hại cỡ nào. Có thể dễ dàng đùa bỡ đàn ông trong lòng bàn tay. Cứ phải dỉ nhục tôi như thế thì anh mới thấy lòng thoải mái sao? Đó là do cô nghĩ như vậy thôi. Tôi chỉ phán xét dựa trên tính chất sự việc. Tuy tôi đã ly hôn 6 lần, nhưng cô chính là người kém nhất trong mấy cô vợ tôi từng cưới. Phải, tôi kém cỏi, tôi vô cùng yếu kém, anh cứ chán ghét tôi cho nhiều vào, tôi không sao đâu. Kiểu phụ nữ hành vi phóng đãng như các người, đương nhiên sẽ chẳng cảm thấy gì cả, dù cho dẫm nát trái tim người khác thành mảnh vụn cũng không thấy sao cả, đúng là chẳng thể biết được, hoa ra cũng là thứ hàng như nhau mà thôi. Bốc, Âu Dương Vân không thể nhịn được nữa, giơ tay tát Nam Cung Phong một cái, mắt đỏ lên. Anh sỉ nhục tôi thế nào cũng được, nhưng tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho việc anh sỉ nhục mẹ tôi. Mẹ tôi đúng là vũ nữ thật, nhưng không phải là hàng hóa gì như anh nói. Nam Cung Phong kinh ngạc nhìn Âu Dương Vân, cô dám đánh tôi? Một người đàn ông sống 30 năm trời chưa từng bị tát lấy một cái tát tai. Cái tát này chỉ để cho anh biết còn người đều bình đẳng như nhau anh đừng nghĩ rằng mình xuất thân cảm quý thì linh hồn sạch sẽ hơn bao nhiêu ở trong mắt tôi kẻ không biết tôn trọng người khác còn không bằng mấy con vịt trong hộp đêm âu dương vân nói xong thì nhanh chóng bước về vỏ mình nhưng cô lại bị nam cung phong cản đường cô nói rõ ràng cho tôi hộp đêm gì vịt gì hả không phải anh không hiểu mà chỉ là đang giả bộ không hiểu Nam Cung phòng tôi cảm thấy rất khó hiểu anh đã không yêu tôi vậy tại sao phải để ý tới việc tôi ở với ai làm gì chẳng lẽ anh từng bị phụ nữ phản bội sắc mặt nam cung phong đột nhiên trắng bệch anh nghiến răng nói đừng tưởng rằng cô là phụ nữ thì tôi sẽ không động tay với cô tôi cảnh cáo cô lần cuối đừng cố thách thức sự khoan dung của tôi chẳng lẽ đã bị tôi đoán trúng rồi sao âu dương vân thừa nhận là mình cố ý nói như thế, cố ý chọc giận Nam Cung Phong. Nếu thật là tôi đoán chúng, anh từng bị phụ nữ phản bội cũng là đáng đời thôi. Dập, một quyển của Nam Cung Phong vung ra, không phải đánh lên người Âu Dương Vân mà là nện vào vách tường phía sau cô. Ngay lập tức, khớp tay rách cả da dớm đầy máu. Âu Dương Vân bị hành động quá kích của Nam Cung Phong làm giật mình, vội đưa tay định cầm xem vết thương cho anh nhưng lại bị anh đẩy ra một cách thô bạo nhân khi tôi còn chưa có ý định tổn thương cô lập tức biến khỏi tầm mắt của tôi ngay âu dương vân chưa từng nhìn thấy một nam cung phong như thế này trong con người đen thẫm lóe lên kia kích động muốn giết người chán nổi gân xanh hai tay nắm chặt thành nắm đấm anh hiện tại giống như một ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào cô hoảng sợ lùi về sau liên tục lùi về phòng mình sau đó lập tức đóng cửa tim vẫn còn đập mạnh cô có một cảm giác phức tạp luôn cảm thấy người đàn ông bề ngoài nhìn rất đáng sợ kia thật ra anh còn đáng thương hơn bất kỳ ai dựa lưng vào cửa cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài ở giường vần tựa hồ nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn có như không cô không chắc chắn lắm lại ghé sát tai vào ván cửa sau đó cô nhanh chóng khẳng định đó không phải là ảo giác của mình. Âu Dương Vân kéo cửa chạy ra ngoài, lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô sợ tới mức không thể thốt nên lời. Nam Cung Phong đang cuộn mình nép ở góc tường, hai mắt vô thần sắc mặt tái nhợt, trên trán đầm địa mồ hôi lạnh, hai bàn tay vô thức bấu chặt vào cánh tay, áo sơ mi trắng đã vương lấm tấm tơ máu. Nam Cung Phong, anh làm sao thế? Âu Dương Vân run rẩy ngồi xổm xuống trước mặt anh, dùng sức lay lay người anh khi tay cô vừa chạm vào cô mới giật mình phát hiện thì ra một người sống cũng có thể có một thân thể như là đã chết đừng tới gần tôi nam cung phong thống khổ đẩy cô qua một bên ẩn nhẫn nói đi vào lập tức vào phòng cho tôi tôi sẽ không bỏ mặc anh đâu tôi đi gọi người khi âu dương vân đứng lên định ra ngoài lại nam cung phong cản lại anh vẫn nộ quát Ai mượn cô lo chuyện bao đồng lập tức biến cho khuất mắt tôi đừng hở ra là bảo tôi biến đi khi nào nên biến tôi sẽ tự nhiên biến khi không cần thì dù anh có giết tôi tôi cũng sẽ không biến đi đâu cả Âu dương vân cố chấp chạy nhanh ra ngoài dùng sức gõ cửa phòng ngủ của bà mẹ chồng bà mẹ ơi mau dậy nhanh đi ạ à, nhanh lên ạ à. mẹ chồng khoác áo bước ra hỏi với giọng bối rối sao thế mẹ tới xem phong một chút đi ạ. À. Bây giờ hình như anh ấy đang rất khó chịu ạ. À. Âu Dương Vân vừa dứt lời thì chợt nghe thấy tiếng choang, bà lo lắng chạy đến phòng con trai cùng chồng mình. Trên mặt đất trải đầy mảnh sứ vỡ, con trai bà đã đập tan tành bình hoa cổ, màu mang thuốc tới đây. Bà rốt ruột bảo con dâu. Âu Dương Vân vốn đã luống cuống tay chân. Thuốc, thuốc gì ạ? À? trong ngàn kéo chính giữa, hai người cùng mạnh mẽ đưa con trai nằm xuống giường, nhận lấy thuốc từ tay con dâu, rồi đổ ra hai viên nhét vào miệng Nam Cung Phong. Tinh thần của Nam Cung Phong dần ổn định lại, không còn tự hành hạ bản thân, cũng như không còn kích động, muốn đập phá đồ đạc nữa. Âu Dương Vân bị dọa một trận kinh hãi, cô đỡ đẫn, nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngủ say trên giường, sau khi được cho uống thuốc, trong lòng ngổn ngang trăm mối, cô rất muốn mở miệng, hỏi mẹ chồng xem rốt cuộc là thế nào nhưng lại phát hiện trên mặt mẹ chồng đầm đìa nước mắt, bà chồng cũng mang vẻ bi thương. Trong không khí như vậy, dù cô có, có hoang mang cỡ nào cũng không thể không quan tâm tới cảm nhận của họ được. "Mẹ à, mẹ đừng buồn quá, anh ấy chắc sẽ không sao đâu mà." Âu Dương Vân vẫn cẩn thận từng chút an ủi mẹ chồng, sợ mình nói sai một chữ sẽ khiến mẹ chồng càng thêm đau lòng. Bà Nam cung khóc một hồi lâu mới đứng lên dùng giọng khàn khàn nói với con dâu con đi theo mẹ âu dương vân đi theo mẹ tới phòng khách dành cho khách kế bên cửa đóng lại mẹ chồng rưng rưng nước mắt nắm tay cô cảm thấy có lỗi nói xin lỗi con vì trước khi kết hôn đã giấu có một số chuyện chuyện gì ạ à? còn chờ mẹ một chút mẹ chồng đi ra ngoài còn chờ mẹ một chút mẹ chồng đi ra ngoài trong phòng chỉ còn lại mình âu dương vân trực giác mách bảo cô rằng Chuyện mẹ chồng muốn nói có liên quan tới việc Nam Cung Phong cầm ghét phụ nữ. Một lát sau, bà quay lại, trong tay bà còn cầm một tấm ảnh, còn xem cái này. Âu Dương Vân nhận lấy, rồi tỉ mỉ quan sát cô gái xinh đẹp trong ảnh. Cô ấy là kiểu người, khác hẳn với cô, trông rất đáng yêu, có nụ cười tỏa nắng. Cô ấy là ai? Cô ta tên Đường Huyền, là người mà con trai mẹ tưởng yêu, phải nói nó rất yêu cô ta. bà năm trước, hai đứa nó cũng sắp kết hôn rồi nhưng vào ngày kết hôn cô ta đã vứt bỏ chú rể đang đau khổ chờ đợi mình trên lễ đường mà bỏ trốn theo người đàn ông khác từ đó bặt vô âm tín vứt bỏ mẹ nói là người phụ nữ này đã vứt bỏ phong phải mà lại còn ngay ngày kết hôn ngày hôm đó là một sự sỉ nhục với gia đình nam cung ta cũng là khởi đầu cơn ác mộng của con trai mẹ tại sao lại như thế ạ à? cô ấy không yêu Phong sao? Điều này thì con trai mẹ còn muốn biết hơn cả con, mà càng nghiêm trọng nữa là người đưa đường Huyên trốn đi chính là cháu ruột của mẹ, anh họ của Phong tên là Triệu Diệp Thần. Trước khi chuyện đó xảy ra, nó đã rất thân thiết với Phong, Phong coi nó như anh trai ruột của mình. Nhưng vào ngày hôm đó, tất cả những điều tốt đẹp đều bị hủy hoại, anh em thân thiết của mình lại dẫn theo người phụ nữ mình yêu nhất đi mất còn có điều gì tàn nhẫn hơn thế hai người mà phong tin tưởng nhất lại cùng lúc phản bội nó bà nam cung tên là triệu tịch lận bà cũng là người xuất thân từ danh môn vọng tộc triệu diệp thần là con người anh thứ hai của bà trong đông đảo anh chị em người bà thân thiết nhất chính là người anh thứ hai này đương nhiên cũng cực kỳ yêu thương đứa cháu trai triệu diệc thần thế mà đứa cháu đó lại phá hoại hạnh phúc của con trai bà là một người cô về tình cảm hay trên lập trường bà đều cảm thấy khó xử và đau khổ không ai có thể hiểu được cho nên con trai của mẹ kết hôn rồi lại ly hôn nhiều lần thật ra chỉ là mang tâm lý dạo chơi nhân gian thôi ạ à. anh ấy làm vậy là vì muốn trả thù người phụ nữ đã vứt bỏ anh ấy phải sự phản bội của đường huyên và diệt thần đã khiến tâm lý của nó bị đà kích trầm trọng sau đó phong mắc phải một chứng bệnh tên là ptsd y học thường gọi là hội chứng rối loạn stress sau sang chấn có một khoảng thời gian khá dài nó sống rất khổ cực bà mẹ cũng rất vất vả nó tùy thời nổi giận cả đêm không ngủ yên vừa nhắm mắt là sẽ nhìn thấy cảnh người con gái nó yêu nhất bỏ rơi nó nhưng không dẫn anh ấy đi xem bệnh luôn sao ạ à? đôi mắt âu dương vân dần ươn ướt bỗng nhiên cô nhận ra mình đã phạm phải một lỗi không thể tha thứ được đó là bệnh tâm lý bệnh tâm lý chỉ có bác sĩ tâm lý mới chữa được bà chồng con đã mời bác sĩ tâm lý tốt nhất từ nước ngoài qua đây hai năm nay phong rất ít khi phát bệnh bà mẹ đều cho rằng nó đã khỏi bệnh rồi không ngờ đang yên đang lành lại phát tác bà nói với giọng nghẹn ngào đáng thương cho tấm lòng cha mẹ nhìn thấy con mình vẫn luôn không thể thoát khỏi bóng tối của quá khứ một người mẹ như bà làm sao không đau lòng cho được mẹ ơi con xin lỗi âu dương vân áy náy cúi đầu đều do con không tốt là do con nói ra mấy lời không nên nói khiến anh ấy con đã nói gì âu dương vân kể lại mọi chuyện đúng sự thật cho mẹ chồng nghe mẹ chồng cô nghe xong cũng không trách móc cô mà ngược lại còn an ủi không sao không trách con được là ba mẹ không tốt ngay từ đầu ba mẹ không nên giấu giếm con con là một cô gái thiện lương nếu như con biết phong từng chịu thương tổn như thế thì mẹ tin là con sẽ không nói ra mấy lời quá khích mẹ chồng con dâu hàn huyền hồi lâu sau đó mỗi người tự quay về phòng mình mặc dù âu dương vân đã ở trong tình trạng kiệt sức nhưng cô lại không hề buồn ngủ cô đi thẳng tới bên giường nam cung phong cẩn thận quan sát gương mặt say ngủ của anh, cô khó mà tưởng tượng được một người đàn ông kiêu ngạo lại có một quá khứ tủi nhục như thế. Ngồi xuống cạnh nam cùng phòng, cô xin lỗi lần nữa, xin lỗi anh. Tôi không biết anh đã từng bị người em yêu phản bội nên mới hiểu sai ý anh. Tôi cứ nghĩ anh nói cùng một thứ hàng là chỉ mẹ tôi. Tôi đúng là quá tệ. Sao tôi có thể nói anh đáng đời khi anh phải chịu tổn thương như vậy chứ? Âu Dương Vân cực kỳ đau lòng Cô chậm rãi vươn tay Phủ lên chán Nam Cung Phong Chán anh ướt đẫm Cô đứng lên vào phòng tắm vắt khô khăn lông Rồi nhẹ nhàng cẩn thận Lau đi mồ hôi Còn vương lại trên chán anh Đêm này đã được định trước Là một đêm nặng nề Ít nhất thì đối với Âu Dương Vân Cũng là nặng nề Cô xa vào nỗi băn khoăn vô biên Từ khi biết tâm lý Nam Cung Phong Đã bị tổn thương nặng Cô bắt đầu suy nghĩ sâu xa Cô chọn người đàn ông này để trả thù Có phải là quá tàn nhẫn hay không? Ý thức của cô dần mơ hồ Ngay khi cô nhắm mắt lại Cô nghĩ tới cách duy nhất Để Nam Cung Phong không bị tổn thương thêm nữa Chính là đừng để anh yêu cô Chỉ cần không có cảm tình Thì dù có thất vọng thế nào Trái tim cũng sẽ không đau đớn Trước dạng sáng nằm cùng phòng thoát khỏi cơn mộng mị một đêm vừa rồi anh ngủ cực kỳ ngon ngủ ngon tới mức anh đã quên mất những chuyện đã xảy ra trước khi chìm vào giấc ngủ tối qua Nam cùng phòng uống khá nhiều rượu khi xã giao đầu anh có hơi đau anh chống tay ngồi dậy muốn xuống giường tìm nước uống khi vừa hoạt động cơ thể nằm cùng phòng cảm thấy bên cạnh như có thứ gì đó nặng nề đang đẻ lên anh lắc lắc đầu Cố gắng khiến mình tỉnh táo hơn một chút, nhìn kỹ lại, người phụ nữ coi trời bằng vung này lại ngủ trên giường của anh. "Này, dậy đi, dậy đi." Anh sỗ sàng đánh thức cô, sau đó trợn trừng mắt chất vấn, "Sao cô lại ngủ ở đây? Đừng nói với tôi là cô mộng du đấy." Âu Dương Vân Hoang mang nhìn Nam Cung Phong, nhớ tới chuyện xảy ra tối qua, cô ngoan ngoãn trả lời, "Tôi lỡ ngủ quên ở đây." "Ồ, thật sự anh chưa từng nghe thấy lý do nào tệ như vậy. Nam Cung Phong hứ lên một tiếng đầy châm biếm. Hôm nay lỡ ngủ quên trên giường tôi, vậy ngày mai cô cũng lỡ ngủ quên trên giường người đàn ông khác à? Nếu không phải trên cổ tay của Nam Cung Phong còn vết máu bầm do anh tự gây ra, Âu Dương Vân có lẽ đã cho rằng tối qua chỉ là một giấc mộng dài. Người đàn ông trước mắt cô không giống như người bị chứng PTSD, rõ ràng là một người đàn ông độc miệng, chính là loại người không dùng miệng giết chết người thì không bỏ qua. Anh không sao chứ? Cô lên tiếng hỏi thăm. Tôi có thể có chuyện gì? Trần mày Nam Cung Phong nhớn lên, anh hoàn toàn quên mất chuyện mình phát bệnh. Anh thật sự không nhớ sao? Âu Dương Vân nhắc nhở một cách khéo léo. Tôi hôm qua, anh không kiểm soát được bản thân. Chẳng lẽ tối hôm qua đã làm gì cô à biết Nam Cùng Phong đã hiểu lầm cô lắc đầu phủ nhận không phải như anh nghĩ là không phải như tôi nghĩ là được những thứ khác không quan trọng Nam Cung Phong vén chăn xuống giường anh đi tới cạnh tủ quần áo ra lệnh đi ra ngoài đi tôi muốn thay quần áo tôi biết hết rồi Âu Dương Vân cân nhắc một hồi cuối cùng cô cũng quyết định thẳng thắn với Nam Cùng Phong biết cái gì? quá khứ của anh suốt một phút đồng hồ nằm cùng phòng đứng đơ tại chỗ không nhúc nhích, dáng vẻ như một cái xác không hồn ngay cả một câu nói nguyên vẹn cũng không thể thốt ra tốt, vậy cô có thể ra tòa để xuất ly hôn kiếm được một khoản tiền bồi thường lớn còn có thể quang minh chính đại rời khỏi tôi tôi sẽ không rời đi dù cho anh có là ma quỷ đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không đi câu nói này của Âu Dương Vân thật sự xuất phát từ đáy lòng, không liên quan tới bất kỳ tâm tư cá nhân gì. Hiện tại, cho dù không có tình yêu, nhưng có lẽ Nam Cung Phong cũng không thể tiếp nhận được chuyện một người phụ nữ lại rời khỏi mình, bởi vì như thế sẽ khiến anh nhớ tới chuyện một người phụ nữ khác rời bỏ anh. Mẹ chồng đã nói, trong bảy người vợ của Nam Cung Phong, cô là người đầu tiên khiến bệnh anh tái phát. Cô đã biết rồi, không sợ sau này tôi mất kiểm soát mà giết chết cô à? Nam Cùng Phong đột nhiên xoay người, vươn tay kéo cổ tay cô. Giống như khối máu bầm này, nếu cô cứ khăng khăng muốn ở lại thì không phải chỉ có một chỗ nho nhỏ thế này đâu. Không sao, tôi không để bụng, huống chi anh cũng chưa hẳn sẽ tổn thương tôi. Tối hôm qua, anh vẫn luôn cố bắt tôi cách xa anh. Điều này cho thấy trong tiềm thức anh không muốn tổn thương bất kỳ ai có một loại người dù đã bị người khác nhìn thấu tâm tư thế nào thì vẫn muốn che giấu bản thân. Nam Cung Phong chính là người như vậy. Anh căm phẫn quát lớn với Âu Dương Vân. Đừng có thương cảm tôi, tôi không cần. Phải là tôi thương cảm, nhưng tôi chỉ đồng tình với hoàn cảnh mà anh gặp phải, chứ không phải đồng tình với con người anh. Đều như nhau thôi. Mặc kệ cô, đồng tình cái gì Tôi nói không cần là không cần. Bây giờ cô lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi đây đi. Thỏa thuận ly hôn, tôi sẽ nhờ người đưa đến nhà cô. Âu Dương Vân khiếp sợ ngước mắt lên. Có cần phải nghiêm trọng thế không? Tôi cũng đâu có làm sai chuyện gì. Tôi chỉ vô tình biết được quá khứ của anh thôi mà. Như vậy cũng đã đủ rồi. Tôi không muốn sống chung với một người thương hại tôi sau khi biết tôi từng có bị phụ nữ vứt bỏ Lúc Nam cùng phòng nói ra những lời này Trên mặt anh là vẻ bi thương Âu Dương Vân nhìn Mà cảm thấy lòng đau đớn khó hiểu Nam cùng phòng chán trường Đi về phía phòng tắm Âu Dương Vân đột nhiên bước nhanh đến Ôm anh từ phía sau thản nhiên nói Có lẽ anh cảm thấy mình không bình thường Nhưng so với bệnh nhân PTSD Người có chứng sợ hãi không gian hẹp như tôi Cũng chẳng tốt hơn bạc nhiều nam cùng phòng đột nhiên dừng bước âu dương vân có thể cảm nhận được thân thể của anh đang cứng đờ hai người nhất thời rơi vào im lặng qua một hồi lâu âu dương vân mới lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng tôi nói thật đấy không phải là để an ủi anh đâu cũng không phải là nói dối để khiến anh cảm thấy thoải mái tôi thật sự bị chứng sợ hãi không gian hẹp sợ bị nhốt ở một nơi tối đen Sợ cảm giác bất lực khi kêu trời trời không hay, gọi đất đất không biết, người như tôi thì có lập trường gì để đồng tình người có cùng lập trường giống tôi như anh chứ? Nằm cùng phòng, anh hãy tin tôi, thật ra chúng ta đều là người giống nhau. Anh kéo tay bên eo mình ra, cũng không hỏi nguyên nhân khiến cô bị chứng sợ hãi không gian hẹp, không hỏi bất kỳ câu nào mà cứ yên lặng đi vào phòng tắm. Âu Dương Vân vẫn luôn chờ phía ngoài cửa đợi đến lúc anh đi ra, hai người bốn mắt nhìn nhau. Anh nói: "Cô có quyền lựa chọn, nhưng không ai có trách nhiệm với lựa chọn của cô đâu. Ý của anh là cô có thể lựa chọn ở lại, nhưng sau khi ở lại, cuộc sống tốt hay xấu đều không liên quan tới bất kỳ ai. Đến giờ ăn sáng, không khí trên bàn cơm nghiêm túc dị thường, ai cũng không nói chuyện, không ai nhắc gì tới việc đã xảy ra tối hôm qua. Nam cùng phòng." chỉ ăn một chút rồi viện cớ công ty có cuộc họp sáng nên rời đi trước. Anh vừa đi, người trong nhà cũng ăn không trôi. Bà Nam Cung bảo người, thô dọn bản ăn rồi nói với con dâu mình, Tiểu Vân lại đây nói chuyện với mẹ nào. Âu Dương Vân đi theo mẹ chồng vào phòng khách, hai người ngồi trên ghế sofa, em gái chồng cũng xuống lại. Con cũng đã biết tình trạng của con trai mẹ Chắc tối qua Con cũng đã suy nghĩ kỹ rồi con nói mẹ nghe con dự định thế nào âu dương vân hiểu nỗi lo của mẹ chồng nên cô kiên định trả lời con sẽ không rời khỏi anh ấy đâu ạ à. thật sao thật ạ à? cho dù nó có tổn thương con lạnh nhạt với con thì con cũng sẽ không rời đi dạ con sẽ không rời đi bà nam cung nhẹ nhàng thở ra nhân lúc hỏi tiếp vậy con có thể đồng ý với mẹ một chuyện nữa không chuyện gì ạ à? nhanh chóng sinh cho phong của chúng ta một đứa con nhỏ được không đứa bé chính là sợi dây gắn bó cả gia đình chỉ cần hai đứa có con cho dù phong tạm thời vẫn chưa thoát khỏi tổn thương tình cảm nhưng sẽ có một ngày thằng bé mở lòng vì con chuyện này ông dương vân khó xử rất khó à mẹ chồng có hơi thất vọng cô em chồng vẫn luôn im lặng rốt cuộc cũng mở miệng cô ấy thẳng thắn nói không có gì ý xấu mẹ Chuyện này thật là làm khó người ta mà Sinh con đâu phải là chuyện của một người Chị dâu có thể đồng ý Không rời khỏi anh con Đã là tốt lắm rồi Mẹ còn kêu người ta Mau sinh cháu nội cho mẹ nữa Chẳng lẽ mẹ định bảo chị dâu Cưỡng ép anh trai con Bà nằm cùng xấu hổ Chừng con gái mình Con gái còn chưa lấy chồng Mà sao nói chuyện không biết giữ miệng thế Ôi mẹ ơi Mẹ cho rằng đây là những năm 70 ạ à. Bây giờ Học sinh tiểu học cũng bắt đầu yêu đường rồi. Con chỉ nói lời công bằng mà mẹ còn chừng con, thôi, con không nói với mẹ nữa đâu, khoảng cách thế hệ lớn quá." Cô em chồng đứng lên nói, "Chị dâu, mình đi chung đi, nếu không em đi rồi là không còn ai cứu chị nữa đâu." Âu Dương Phần mỉm cười ôn hòa, "Không sao, em đi trước đi, dù sao cũng không thuận đường, vậy em đi nhé." "Ừ, đợi em chồng đi rồi" mẹ chồng thở dài nặng nề con cũng đi đi đừng để muộn giờ làm âu dương vân thật sự không muốn nhìn thấy một người lớn tuổi phải thất vọng nhưng có những chuyện mà cô cũng bất lực mẹ con hiểu tâm trạng của mẹ nhưng chuyện sinh con đẻ cái không thể gấp gáp được con cảm thấy bây giờ giúp phòng nhanh chóng thoát khỏi bóng ma quá khứ quan trọng hơn là việc sinh con nhiều ạ à. trên đường đến trường học âu dương vân không ngừng suy nghĩ một việc tối hôm qua Rõ ràng cô đã tự cảnh cáo bản thân Nhất định không được để Nam Cung Phong yêu cô Nhưng sáng hôm nay cô đã làm gì Tại sao cô lại nói cho anh biết Chứng sợ hãi không gian hẹp của mình chứ Hơn nữa tại sao cô lại hứa hẹn Một cách chân thành với mẹ chồng Là sẽ không rời đi Khi nói ra những lời kia Khi quyết định những điều kia Cô có còn nhớ rõ mong muốn ban đầu của cô khi cưới chồng hay không? Thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua, buổi chiều sau khi tan học, Âu Dương Vân đi chung với Lâm Ái ra cổng trường, cô đang cúi đầu, Lâm Ái bên cạnh cô đột nhiên la lên đầy kinh ngạc, "Wow, tiến triển không tồi đâu nha." "Cái gì?" Cô cũng không ngẩng đầu mà hỏi luôn, nhìn bên kia. Theo đường nhìn của Lâm Ái nhìn sang, Âu Dương Vân đột nhiên mở to hai mắt, không dám tin hỏi lại, "Đó là Nam Cung Phong sao?" "Đúng vậy." chồng của cậu mà cậu không nhận ra nữa à không phải cô không nhận ra mà chẳng qua là cô không thể tin nổi nam cung phong lại xuất hiện trước cổng trường học quá khó tìm rồi nam cung phong đeo kính dâm hai tay khoanh trước ngực người tựa vào cạnh xe vì anh quá đẹp trai nên thu hút sự chú ý của không ít nữ sinh thấy hai người đi tới nam cung phong tự tay mở một bên cửa xe âu dương vân ngẩn ngơ nhìn anh vài cái không hỏi gì mà ngồi vào xe. Cô có muốn đi cùng luôn không? Nam cùng phòng hỏi Lâm Ái. Cô ấy vội vàng lắc đầu từ chối. Không cần, không cần đâu. Nhà tôi ở gần đây. Cô ấy chớp chớp mắt với Âu Dương Vân đầy vẻ sâu xa rồi rời đi. Xe khởi động máy. Âu Dương Vân không chịu nổi bầu không khí nặng nề nên giả bộ thuận miệng hỏi một câu. Anh thuận đường đi ngang qua đây à? Ừ. Nam cùng phòng hở hững đáp một người kiêu ngạo như vậy cho dù là cố ý cũng sẽ không chịu thừa nhận vất vả lắm mới phá vỡ được không khí im lặng mà vì không trả lời lạnh nhạt của anh lại khiến nó lâm vào cục diện bế tắc qua một hồi lâu ông dương vân lại lên tiếng nhưng là nhắc nhở nam cung phong anh không đi nhầm đấy chứ đây đâu phải đường về nhà ai nói chúng ta về nhà không về nhà thì chúng ta đi đâu cô lo lắng hỏi nằm cùng phòng hở hững liếc cô một cái tức giận đáp cô sợ cái gì không bán cô đi đâu mà lo gió đêm giữa mùa hè thổi lên mặt người tạo cảm giác như có lụa phất qua cảm giác vừa êm dịu lại ấm áp ông dương vân không ngờ nạp công phong lại đưa cô tới một quán ăn ngoài trời đầy tiếng người huyên náo hai người xuống xe cô mở mịt chớp chớp mắt tới nơi này làm gì thế hỏi thừa Tất nhiên là để ăn cơm rồi. Nam Cung Phong đi trước, ông Dương Vân theo sát phía sau, chọn một vị trí sạch sẽ rồi thuận tiện ngồi xuống. Hai vị muốn ăn món gì? Ông chủ đèo tạp dề, thân đầy mùi dầu khói tiến lên, híp mắt cười hỏi, thuận tay đưa ra một quyển menu cũ nát. Cô chọn đi. Nam Cung Phong đẩy menu đến trước mặt cô, có thể duy trì sự ga lăng ở một nơi thế này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Âu Dương Vân cũng không từ chối mà chọn luôn hai món mặn, hai món chay, đóng menu lại. "Cảm ơn, mấy món đấy thôi ạ." À. "Được, hai người chờ một lát nhé." Ông chủ vừa đi, Âu Dương Vân đột nhiên phỉ cười, Nam Công Phong nhíu mày hỏi, "Cô cười cái gì?" "Không ngờ anh cũng tới ăn cơm chỗ thế này." "Lạ lắm sao? Những chuyện trên thế giới này không phải chuyện nào cô cũng ngờ đến được đâu, Âu Dương Vân nhún vai, chẳng qua là tôi cảm thấy có chút khó tin thôi. sợ là trong lòng cô đang mắng tôi bủn xỉn rồi, bị chồng đưa tới một nơi như thế này mà dùng bữa, có phải trong lòng cô đang cảm thấy rất bất công không? Không có nha. Âu Dương Vân lắc đầu cười đáp. So với mấy khách sạn năm sao hay nhà hàng nổi tiếng, quan ăn ngoài trời trở thành nơi hẹn hò đầu tiên của tôi và Nam Cung Phong Anh đương nhiên sẽ rất khó quên rồi xin sửa lại cho đúng đây không phải là hẹn hò tôi và cô còn chưa đến mối quan hệ như vậy đâu thế thì là gì sao bây giờ chúng ta lại ngồi ở đây đã bảo là ăn cơm rồi đừng nói với tôi là không có quan hệ thân mật thì không thể ăn cơm với nhau nhé nếu không tôi sẽ hỏi cô và giang hữu nam có quan hệ gì đấy tôi và giang hữu nam là quan hệ bạn bè Nói vậy thì anh cũng muốn xem tôi như bạn bè à?" Âu Dương Vân giả hoạt hỏi dồn, người đàn ông này bài xích phụ nữ như vậy thì muốn trở thành bạn bè với anh là việc vô cùng khó khăn. "Tôi từng thề là cả đời này cũng sẽ không làm bạn với phụ nữ nữa, nhưng hôm nay sẽ phá lệ một lần vì cô vậy." Nam Cung Phong vươn tay, "Chúc mừng cô, từ giờ phút này, cô đã trở thành người bạn khác phái duy nhất của tôi." "Đúng là khiến người ta kích động quá. Người bạn duy nhất, tôi cảm thấy tí nữa, chúng ta nên mua vé số Hồng Kông. Có thể chúng ta sẽ trúng được giải lớn đấy. Âu Dương Vân cười một cách vô tư. Thật ra trong lòng cô lại hiểu rõ việc Nam Cung Phong làm bạn với cô. Cũng chỉ vì cảm kích cô đã không lựa chọn rời đi vào thời điểm anh thảm hại nhất. Đây là một cách giữ gìn tự tôn cho anh. Để ăn mừng ngày chúng ta trở thành bạn bè, đêm nay nhất định phải uống thoải mái. Cô là lên với ông chủ đang bận rộn. Mang cho chúng tôi mời chai bia đi. Có nhiều quá không? Nam cùng phòng trợn mắt hỏi. Anh thật sự không nhìn ra được người phụ nữ này có tử lượng tốt như vậy. Không nhiều đâu. Một người đàn ông mà không uống được 10 chai bia thì không phải là đàn ông rồi. Ha! Nam cùng phòng tức giận nhếch mồi. Lần đầu tiên cô tới chỗ thế này à? Anh nghĩ sao? Nằm cùng phong đánh giá trên dưới cô vài lần thật ra từ khi kết hôn tới giờ anh thật sự hiếm khi nhìn kỹ cô chắc là lần đầu tiên tuy nhà cô không phải là gia tộc tài việt gì nhưng cũng được coi là nhà giàu có nhìn lên tuy chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống thì không ai bằng mình nếu anh cảm thấy mấy cô gái gia cảnh như thế sẽ không đến những nơi này thì anh sai rồi tôi đến còn nhiều hơn mấy cô gái nhà nghèo nữa kia. Hai mắt Âu Dương Vân dần mơ hồ, trong tầm mắt mông lung dường như cô nhìn thấy được bản thân khi còn 7 tuổi, đầm đìa mồ hôi chạy theo mẹ rửa chén bát đầy dầu mỡ, rửa hoài cũng không hết kìa. Không thể chứ. Trên mặt Nam Cung Phong hiện lên vẻ khó tin, anh không tin Âu Dương Vân thường xuyên tới nơi thế này ăn cơm, nói gì đi nữa thì cô cũng là lá ngọc cành vàng nhà giàu mà. Nhận ra mình thất lễ, Âu Dương Vân nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ của mình, thuận miệng nói: "Có gì lạ đâu, loại công tử nhà giàu như anh có thể đến nơi này thì con gái người buôn bán nhỏ như tôi đến đây không phải là chuyện bình thường sao? Đừng so sánh với tôi, tôi là đàn ông, cô là phụ nữ, tục ngữ đã nói, con trai phải cho chịu khổ, con gái thì nên cưng chiều. Tôi tới nơi này là bình thường, nhưng cô tới nơi này" thì lại rất không bình thường đấy. Không bình thường mới là bình thường. Vì cuộc đời của Âu Dương Vân từ khi mới bắt đầu đã bất thường rồi. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Mau ăn đi, món ăn nguội hết rồi kìa. Âu Dương Vân rót một ly bia rồi nâng lên cạn ly. Cô ngửa cổ ừng ực uống cạn tới đáy, sau đó lại rót thêm một ly rồi lại uống một hơi cạn sạch. Nam cùng phòng bị hành động của cô làm cho kinh sợ trầm giọng hỏi Âu Dương Trường Phong thường dẫn con gái ra ngoài xã giao à? Không có, sao thế? Vậy tử lượng của cô làm sao luyện được như thế? Mới chỉ uống hai ly bia thôi mà Cái này thì gọi là tử lượng gì? Anh chưa từng gặp phụ nữ uống được rượu à? Nam Cùng Phong hử cười một tiếng Đúng vậy, tôi chưa từng gặp Thời gian trôi qua từng giây từng phút Đồ ăn thì không ăn bao nhiêu nhưng bia lại uống vào không ít. Đa số đều là ông Dương Vân tự rót tự uống. Dần dần cô cũng có chút say. Đã muộn rồi, chúng ta về thôi. Nam Cung Phong nâng cổ tay lên chỉ vào chiếc đồng hồ Rolex. Đang đeo trên tay rồi nói Đã muộn rồi sao Âu Dương Vân nhìn quanh một vòng Không phải còn rất nhiều người sao Quán nhậu thì muộn cỡ nào vẫn có người Chẳng lẽ cô định đợi tất cả mọi người về hết rồi mới chịu về à? uống thêm vài ly nữa đi. hôm nay tôi rất vui, lâu lắm rồi tôi mới đến lại chỗ này. cảm ơn anh Nam Cung Phong, cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây, khơi gợi lại một ít hồi ức không thể quên đi của tôi. Âu Dương Vân rõ ràng là đang nói lời say, nhưng cơ hồ để lộ ra chút thương cảm. hồi ức gì mà không thể quên? chẳng lẽ cô cũng từng bị đàn ông vứt bỏ sao? chật, ảnh cho rằng ai cũng xui xẻo như anh à ánh mắt của nam cung phong trở nên ảm đạm âu dương vân lập tức tỉnh rượu được một nửa xin lỗi thật xin lỗi tôi không cố ý đâu anh hãy coi như tôi chưa nói gì anh cũng không nghe thấy gì đi nhé không sao tôi cũng không yếu ớt như cô nghĩ huống hồ nam cung phong chừng cô một cái tôi cũng sẽ không tính toán với một kẻ nát rượu đâu ai là kẻ nát rượu anh mới là người nát rượu Âu Dương Vân khu chai bia cuối cùng hít mắt rót vào trong ly Người thì lung lay lảo đảo Một nửa số bia đã bị rót đổ ra ngoài mặt bàn Được rồi, đừng uống nữa Thật sự phải về rồi Nam Cung Phong ngăn cô lại Tay cô loạn quạng đẩy anh ra Đừng có như quỷ đòi mạng thế Đều là dùng tiền mua mà Uống hết rồi về Rốt cuộc cô có về hay không Nam Cung Phong cũng đã mất hết kiên nhẫn Cuối cùng Đe dọa cô tôi đếm tới ba mà cô còn chưa chịu về thì đừng trách sao tôi vô tình cô cũng biết tôi có thể vứt cô ở đây một mình đấy nhé sẽ không đâu chúng ta đã là bạn bè rồi anh chắc chắn sẽ không làm vậy đâu dám khiêu chiến giới hạn của tôi cả được thôi nam Công phong bật dậy không hề băn khoăn mà tiêu sái rời đi đi ra khỏi khu phố xá sầm uất xe anh dừng ở bên đường lớn rộng rãi anh lấy chìa khóa xe trong túi ra đang định mở cửa xe thì tay lại chần chờ thật sự định bỏ lại người phụ nữ say tới mức thần trí không rõ ở đây sao sau giây phút do dự và đấu tranh ngắn ngủi cuối cùng anh cũng nổi lòng từ bi với cô xoay người quay lại đêm đã khuya làn gió vốn đang êm dịu cũng dần lạnh lẽo nam cùng phòng đứng cách một khoảng nhìn người phụ nữ trước mắt anh chỉ mới đi có vài phút mà không ngờ cô đã gục xuống bàn ngủ mất. Nam Cung Phong từ từ tiến đến, cởi áo vest trên người xuống choàng lên người cô, sau đó anh đỡ một tay cô, hai người cùng rời khỏi quán ăn đêm. Khi tới bên cạnh xe, Nam Cung Phong mở cửa xe rồi nhét cô vào, khẽ lấy hơi vài cái, anh chán nản vò tóc. Mình chắc chắn là điên rồi Mới để ý đến sống chết của người phụ nữ này Anh ngồi vào ghế bên kia tự tay thắt đai an toàn cho cô. Lúc này Âu Dương Vân lại mở đôi mắt mơ màng của mình, hàm hồ hỏi: Anh giám sát tôi làm gì thế? Đừng nhúc nhích. Nam Cung Phong nhịn không được, chừng có một cái tiếp tục động tác trên tay, vất vả lắm mới thắt đai an toàn cho cô xong. đang muốn lui người về thì hai cánh tay mềm mại đột nhiên quảng lên cổ anh, thân thể Nam Cung Phong cứng đờ, mặt đối mặt với người phụ nữ trước mắt đôi mắt trong veo vô tận như nước biển tinh khiết. Vì khoảng cách quá gần nên cả hai đều có thể cảm nhận được hô hấp của nhau một cách rõ ràng. Âu Dương Vân nhếch miệng cười gật đầu. Tuy tính cách của anh không tốt lắm nhưng dáng người cũng khá đấy. Tay cô giơ lên hướng về phía gương mặt có góc cạnh của anh khẽ khàng vuốt ve đường nét trên mặt không chút kiêng rẻ. Nhất thời Nam cùng phòng cũng có chút ngây người nên cứ để cô tùy ý sờ tới sờ lui trên mặt mình như đang vuốt ve thu cưng. Từng lỗ chân lông trên mặt đều bị cô sờ một lần, cứ ngỡ rốt cuộc cô cũng đã chơi đùa thỏa rồi. Vậy mà không ngờ cô lại nghiêng người sang bên, tựa đầu lên vai anh. Nam cùng phòng giật mình, thô lỗ đẩy cô ra. Anh hạ một bên cửa sổ xe xuống, ló đầu ra khỏi cửa sổ. Gió thổi qua khiến anh tỉnh táo hơn rất nhiều khởi động xe xe nhanh chóng lăn bánh khi sắp tới cửa nhà nam cùng phòng nghe thấy một câu yếu ớt như tiếng ruồi mũi đừng yêu tôi nghìn vạn lần tôi cũng sẽ không yêu anh nhất định xe dừng lại nam cùng phòng dìu âu dương vân vào phòng khách đèn phòng khách vẫn còn sáng trưng ngoại trừ ba anh thì những người khác đều chưa ngủ trời ạ à, sao lại thế này bà nam cung kinh ngạc tiến lên Ba người thấy mùi bia rượu nồng nặc, "Con dâu uống bia hả?" À? "Vâng." Nam Cung Phong nhàn nhạt, nhạt đáp lời rồi đi thẳng về phía cầu thang. "Hai đứa uống với nhau à? Sao gọi điện thoại cho hai đứa mà không đứa nào nghe máy vậy?" Bà nhìn về phía bóng lưng của con dâu, hỏi với giọng buồn bực nhưng không ai để ý tới bà. Con gái tới bên, tinh quái nói, "Mẹ, có biến." "Biến gì?" Vừa rồi Mẹ không thấy áo vest của anh trai con đang được khoác trên người chị dâu à? Chị dâu còn say tới mức này thì không thể nào cướp lấy áo khoác của anh trai được. Nên chỉ có một khả năng là anh trai con chủ động cởi ra khoác cho chị dâu thôi. Ý của con là anh con quan tâm đến chị dâu con. Chính xác, dấu hiệu tốt, dấu hiệu tốt. Bà Nam cùng mừng rỡ đến mức không khép được miệng. Xem ra cháu nội bảo bối của mẹ sắp tới rồi đây đôi mắt của nam cung tình tình đảo quanh tình quái nảy ra một đề nghị mẹ nếu mẹ muốn ôm cháu thì không bằng không bằng sao mẹ bỏ chút thuốc cho anh trai đi nó không chừng đêm nay mẹ sẽ có cháu nội còn sẽ có đứa cháu nhỏ rồi ý kiến hay ý kiến hay đó bà nam cung kích động cũng không trách mắng con gái nói chuyện không biết giữ miệng nữa nhưng mà sau đó anh con có nổi giận không ôi không sao đâu ạ à. gạo nấu thành cơm rồi anh ấy muốn giận thì cứ để anh ấy giận mẹ là mẹ anh ấy mà mẹ sợ gì chứ làm gì có chuyện mẹ sợ con thật là bà nằm cùng nghe con gái nói vậy thì lá gan cũng lớn hơn cuối tuần trước bà có kêu người mua thuốc kích dục từ nước ngoài nhập khẩu về nhưng vì lo lắng tính cách của con trai nên không dám dùng lúc này thấy thái độ của con trai đối với con dâu đã tốt lên rất nhiều chọn ngày không bằng dụng ngày hay cứ làm thế đi nam cùng phòng vừa mới thả âu dương vân lên giường cô thì thấy em gái bưng một ly nước sôi để nguội lên phòng anh à chắc anh mệt lắm rồi uống ly nước đi cảm ơn em nam cùng phòng cầm lấy ly nước anh thật sự có chút mệt mỏi mắt thấy nước sắp vào bụng anh trai rồi Nam Cung tỉnh tỉnh mừng thầm trong lòng, không ngờ chị dâu nằm trên giường đột nhiên nhào qua, cướp lấy ly nước trong tay anh trai mơ màng nói, "Cho tôi uống với, khát chết tôi rồi." "Ê, không thể uống." Nam Cung tỉnh tỉnh hoảng sợ, vươn một tay ngăn lại, trong lúc lộn xộn ly nước rớt xuống đất, Xoạc một tiếng, ly vỡ tan tành. Ba người nhìn nhau, Nam Cung Phong kinh ngạc hỏi em gái, "Em hạ độc trong nước à?" Không có, không có. Vậy tại sao không thể uống? Vì đó là chuẩn bị cho anh trai. Sao có thể để chị dâu uống được? Hử, không phải em đứng về phe người phụ nữ này sao? Sao tự nhiên lại đổi đội rồi? Nam Cung tình tình nuốt nước miếng. Bên ngoài cười, nhưng trong không cười đáp. Làm gì có? Em cùng một phe với anh mà. Em đi ngủ đây, anh ngủ ngon nha. Không đợi Nam Cung Phong kịp đáp lời. Nam Cung tỉnh tỉnh lập tức chạy biến như làn khói. Sáng sớm hôm sau, khi Âu Dương Vân xuống lầu, cô thấy ánh mắt của em chồng và mẹ chồng lấp lóe giống như đã làm chuyện gì trột dạ. Tiểu Vân, mẹ kêu phòng bếp nấu cho con canh giải rượu rồi, còn mau uống lúc còn nóng đi. Dạ. Âu Dương Vân bưng chén đưa lên miệng, khóe mắt liếc về phía người đàn ông kia, thấy anh không tỏ vẻ gì khác lạ, thì trái tim đang treo cao, cũng được thả lỏng cô còn đang lo tối qua mình say rượu không biết có làm ra chuyện gì thất lễ không điện thoại trong túi áo rung lên vài cái âu dương vân đặt chén xuống mắt vừa nhìn dãy số lại có hơi do dự cô đứng lên xin phép bà mẹ con đi nghe điện thoại một chút ạ à? một lát sau cô nghe điện thoại xong quay lại mẹ chồng hỏi ai thế là em gái con ạ à A, có chuyện gì ạ à? Không phải chuyện gì to tát đâu ạ à. Ba mẹ con nhớ con Nên gọi con về ăn cơm một bữa Bà chồng nghe xong Thì chen vào một câu Để chồng con đi với con đi Cũng lâu rồi con chưa trở về Buổi tối con có buổi xã giao Nam Cung Phong một mực từ chối Không cần đâu ạ à, Con về một mình là được rồi Nhưng có thể con sẽ ngủ lại nhà một đêm Mẹ chồng gật đầu Cũng được lâu rồi Con không về nhà nên chắc cũng có rất nhiều điều muốn tâm sự với mẹ con mà. Nam cùng phòng hử một tiếng đầy trào phúng, âm thanh tuy nhẹ nhưng Âu Dương Vân vẫn nghe thấy, sắc mặt cô cứng đờ, không nói gì mà chỉ vùi đầu ăn cho xong bữa sáng rồi đi làm. Âu Dương Vân chậm rãi đi về phía trạm xe buýt, một chiếc xe đột nhiên dừng cái bên cô, cửa sổ xe hạ xuống để lộ ra gương mặt đầy vẻ trêu tức của Nam Cung Phong. Anh cố ý khiến cô lúng túng bà mẹ cô nhớ cô ba mẹ cô sẽ nhớ cô sao hay cô tự mình tưởng bở nam cùng phòng chỉ hỏi ba câu cô còn chưa kịp trả lời thì anh đã ném cho cô một nụ cười chế giễu rồi lái xe nghênh ngang chạy đi ông dương vân đứng tại chỗ cảm thấy giờ khóc giờ cười tối qua vừa mới uống bia với nhau mà hôm nay anh đã châm chọc khiêu khích cô đúng là tâm thần phân liệt mà từ sau khi kết hôn trừ hôm lại mặt gặp nhau một lần thì đây là lần thứ hai Âu Dương Vân về nhà mẹ đẻ vào phòng khách Nguyễn Kim Tuệ đang đổ với con mèo ba tư màu trắng trong phòng khi thấy cô vào cửa bà ta trước tiên là sững sờ rồi sau đó lại mỉa mai Ây dồ hôm nay mặt trời mọc ở đằng nào rồi sao mợ chủ nhà giàu lại âm thầm trở về thế này à Kiều nói là các người gọi tôi về Âu Dương Vân đáp lại bà ta một câu cô đã quen với thói nói chuyện quái gở của nguyễn kim tuệ à đâu có chúng tôi đâu có kêu cô về dù muốn kêu cô về cũng đâu có từ cách đó cô bây giờ đâu như ngày xưa nữa Âu dương vân biết rõ là ông dương kiều nói dối bà ruột cũng vậy mẹ kế cũng thế trong cái nhà này chưa từng có ai thật lòng mong cô trở về à kiểu đâu ngược lại cô muốn xem xem quý cô luôn lấy việc dằn vặt cô làm thú vui lừa cô về đây có mục đích gì trên lầu nguyễn kim tuệ không tình nguyện bĩu môi âu dương vân lập tức xoay người lên lầu đến trước phòng của âu dương kiều cô gõ cửa trong phòng truyền ra giọng nói kiêu ngạo hệt nguyễn kim tuệ vào đi âu dương vân đẩy cửa vào hỏi thẳng gọi tôi về làm gì ồ chị gái em nhớ chị muốn chết đủ rồi ở đây cũng không có ai để cô về giả vờ bớt làm tôi buồn nôn. Chị! Âu Dương Kiều bị lời cô nói làm cho tức giận, gương mặt một hồi xanh, một hồi trắng, nhưng vì cô ta có việc cần xin sỏ Âu Dương Vân nên không thể phát cáu. Chị gái, đừng ghét bỏ em như vậy được không? Tuy hai chúng ta không cùng một mẹ sinh ra, nhưng ba thì chỉ có một người thôi mà. Trên người chúng ta chảy cùng một dòng máu, sao lại xa cách như thế? Lời của Âu Dương Kiều khiến Âu Dương Vân nổi da gà. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cô không nói, thì tôi đi đây. Ấy, đừng đi, em nói, em nói. Âu Dương Kiều vội vàng ngăn cô lại mở miệng năn nỉ. Dạo này em ở trong nhà chán chết đi được. Em muốn tới nhà chị ở hai ngày được không? Âu Dương Vân kinh ngạc trợn mắt. Đến nhà tôi thì sẽ không chán nữa. Đúng vậy, đổi hoàn cảnh sống thì sẽ không chán nữa. Nghe nói dinh thự Bạch Vân là nơi xa hoa nhất nhỉ ở thành phố B. Em cũng muốn xem thử cho biết mà. Không hổ là hai mẹ con khi cần nhờ và người khác thì hết sức nịnh nọt, khi không cần thì một cước đá văng. Có thể đá xa bao nhiêu thì sẽ đá xa bấy nhiêu. Tốt nhất là cả đời cũng đừng xuất hiện trong tầm mắt họ. Được không chị? Chị không nói thì em coi như chị đã đồng ý nha. Tôi không đồng ý, Âu Dương Vân ngắn gọn cự tuyệt yêu cầu của Âu Dương Kiều Rồi xoay người ra ngoài Nếu chị không đồng ý Thì đừng trách tôi làm loạn Âu Dương Kiều đuổi theo ra Tung đòn sát thủ cuối cùng Cô muốn làm gì? Không làm gì Dù sao tôi chắc chắn sẽ đến dinh thự Bạch Vân Chị không dẫn tôi theo Thì tôi sẽ tự chạy tới đó Đến lúc đó Gì nên nói không nên nói Cũng tùy tâm trạng tôi đấy Ngón tay Âu Dương Vân rùn rẩy Cô biết Âu Dương Kiều nói được thì sẽ làm được. Cô dò dự một lát rồi cũng gật đầu. Được, nếu cô muốn đi đến vậy thì đi thôi. Như thế mới đúng chứ. Làm người thì phải biết linh hoạt. Người xưa nói rất đúng. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Này, chị chờ tôi với. Âu Dương Vân bước xuống lầu. Đúng lúc đụng mặt bà cô. Âu Dương Trưởng Phong thấy con gái thì nở một nụ cười đầy nịnh nọt. Tiểu Vân về rồi à? vâng con sống ở nhà chồng có ổn không tốt lắm ạ à. công việc thì sao tất cả đều thuận lợi chứ thuận lợi đúng là hiếm có đúng là hiếm có đây là lần đầu tiên người ba này ân cần niềm nở với cô như thế nhưng cũng chẳng liên quan gì tới tình thân mà chỉ là về lợi ích quả nhiên khi cô vừa đến giữa phòng khách bà cô đã nói vào chuyện chính nghe nói gần đây nam cung thị có một hạng mục sắp đấu thầu, công ty của chúng ta đang chuẩn bị dự thầu, không biết... Còn không bao giờ hỏi thăm đến chuyện làm ăn nên cũng không rõ lắm bà có thể hỏi trực tiếp nằm cùng phòng ấy. Về mặt của Âu Dương trưởng phòng cứng ngắc, xấu hổ, nói rằng chuyện khác. Kim Tuệ, cơm tối chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, khó lắm cổ chủ mới trở về được một lần. Sao tôi dám không tiếp đãi chu đáo chứ? Kim Tuệ tức giận liếc chồng mình một cái. Chị ơi, em lấy đồ xong hết rồi, chúng ta đi thôi. Âu Dương Kiều, sách và lì vui sướng chạy xuống lầu. Hai vợ chồng kia kinh ngạc hỏi, con định đi đâu đấy? Con tới nhà chị ở mấy ngày. Âu Dương Vân nhìn chằm chằm cái vali của Âu Dương Kiều cạn lời tới cùng cực. Vali lớn như vậy thật là định ở vài ngày hay ở vài năm đây? À, qua đó ở vài ngày cũng tốt, không qua lại với nhau thì không thân thiết được. Ồ, từng thân thiết khi nào nhỉ? Ăn tối xong rồi đi. Nguyễn Kim Tuệ kéo con gái vào phòng bếp. Một hồi lâu sau, hai mẹ con mới bước ra, kêu người làm bưng món ăn lên. Âu Dương Kiều nghĩ tới việc sắp sửa, được nhìn thấy người trong lòng thì tâm tình sốt sắng khẩn trương tới mức, không thể đợi thêm một phút nào. Vội vàng, lùa mấy miếng cơm rồi thúc giục Âu Dương Vân rời khỏi nhà. Khi tới dinh thự Bạch Vân, trước khi vào cửa âu dương vân đã cảnh cáo âu dương kiều quản lý tốt cái miệng của cô đấy nếu không đừng trách sao tôi không khách khí biết rồi mau vào đi nào hai người cùng bước vào phòng khách bà nam cùng thấy con dâu trở về tất nhiên là rất vui vẻ liếc thấy cô gái trẻ kế bên con dâu liền đứng lên hỏi đây là ai dạ mẹ đây là em gái con âu dương kiều con chào bác gái bác vẫn khỏe chứ ạ con đã muốn tới đây thăm hỏi bác từ lâu rồi chồng bác còn phúc hậu hơn cả tưởng tượng của con nữa ạ Âu Dương Kiều niềm nở tiến lên bắt chuyện bà Nam Cung mỉm cười gật đầu hoàn nghênh hoàn nghênh con con cứ xem đây như là nhà mình là được hoàn nghênh con thường xuyên đến chơi Âu Dương Vân ngửa mặt lên trời thở dài người đào đó mà nghe thấy lời này bà người ngồi trong phòng khách nói chuyện một hồi Âu Dương Kiều mới nhìn xung quanh Cuối cùng nhịn không được mà lên tiếng hỏi Sao không thấy anh rể vậy à Đêm nay anh ấy có tiệc xã giao Âu Dương Vân trả lời cực kỳ trôi chảy Thật ra trong lòng cô biết rõ Nam Cung Phong mới chính là mục tiêu cuối cùng của Âu Dương Kiều À vậy à Cô ta cố ý ngáp một cái Bà Nam Cung thấy thế liền bảo Tiểu Vân con dẫn em gái lên nghỉ ngơi đi Hình như con bé mệt rồi Vâng mẹ lên lầu, Âu Dương Kiều tức giận thầm mắng trong lòng, trái một tiếng mẹ, phải cũng một tiếng mẹ làm như là mẹ ruột vậy, đúng là đáng ghét, buồn nôn mà. Cô ngủ ở phòng này, Âu Dương Vân mở cửa phòng dành cho khách, đưa hành lý của Âu Dương Kiều vào trong phòng, bên kia là phòng tắm, cô có thể tắm bên đó, 7 rưỡi sáng mai xuống lầu ăn sáng, đừng để mọi người đợi lâu. Dặn dò hết mọi thứ, Âu Dương Vân chuẩn bị ra ngoài âu dương kiều vội túm lấy cánh tay cô chị gái chị không dẫn em tham quan phòng tân hôn của hai người chút sao âu dương vân giật mình không sợ không hoảng gật đầu đáp được có thể qua xem nhưng mà nhưng mà làm sao nhưng cô phải tắm rửa sạch sẽ trước đã anh rể cô là người thích sạch sẽ thấy cô cả người đầy mồ hôi thế này nếu gặp đúng lúc anh ấy về thì tôi sợ anh ấy sẽ khó chịu âu dương kiều nghe xong thì nhíu mày ngửi ngửi buồn bực bĩu môi vậy cũng được đợi cô ta cầm quần áo sạch sẽ vào phòng tắm rồi âu dương vân mới qua phòng kế bên khóa trái cửa lại nhanh chóng chuyển quần áo và đồ dùng hàng ngày của mình vào phòng ngủ chính sau đó cô còn kéo bức tranh xuống khiến căn phòng trông không có bất kỳ điểm khả nghi nào về việc kim ốc tàn kiều sau khi xong xuôi mọi việc âu dương vân lấy di động ra gọi cho nam cùng phòng muốn đánh tiếng với anh trước để tránh anh đột nhiên về lúc đó có trăm miệng cũng không thể biện bạch được thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau không phải chứ sao lại gọi không được trong lòng âu dương vân căng thẳng vội vàng bấm số gọi lại lần nữa kết quả vẫn không gọi được cô sốt ruột tới mức xoay vòng vòng dựa vào hiểu biết của cô với nam cung phong nếu không giao ước trước thì anh ta sẽ không chịu diễn kịch như con rối đâu. Âu Dương Kiều nằm trong bồn tắm, hai mắt nhắm lại, nghĩ tới lời dặn dò của mẹ khi sắp đi. Còn nhớ là phải quan sát kỹ càng, xem con hổ ly tinh kia ở nhà chồng có được đối xử tốt như bề ngoài không. Mẹ cảm thấy có thể nó đang đóng kịch cho chúng ta xem. Lời đồn Nam Cung phong biến thái không phải chỉ mới một ngày, hai ngày sao con hổ ly tinh con kia vừa gả qua? là nó có thể chữa trị được chứ. Mang theo sứ mệnh vĩ đại và lòng ái mộ, cô ta đã tới nơi này, trong lòng thầm thề, một ngày nào đó cô ta nhất định sẽ trở thành nữ chủ nhân của căn nhà này. Đứng lên mặc quần áo chỉnh tề, cô ta soi gương trang điểm cho mình thật xinh đẹp, sau đó còn xịt nước hoa nồng nặc đến mức có thể hôn chết người, cuối cùng mới hài lòng ra khỏi phòng. Đêm nay, Nam Cung Phong có uống chút rượu nhưng anh không say ý thức vẫn còn tỉnh táo anh lên lầu đúng lúc chạm mặt âu dương kiều vừa ra khỏi phòng bỗng nhiên nhìn thấy anh âu dương kiều mừng rỡ nhảo qua anh rể anh về rồi à thân thể nam cung phong cứng đờ nửa ngày mới kịp phản ứng hoảng sợ hỏi sao cô lại ở trong nhà tôi bất ngờ lắm đúng không em theo chị gái tới chị ấy cứ khăng khăng muốn dẫn em tới đây ở vài hôm nói dối mà không cần kịch bản còn giả vờ e lệ ngại ngùng lúc này cửa đột nhiên mở âu dương vân đứng giữa hai người ánh mắt có chút mất tự nhiên cô kéo nam cung phong qua nói với em gái em đợi chút nhé chị có chuyện quan trọng cần bạc với anh rể em nói xong rồi em lại vào a à, em âu dương kiều còn chưa nói hết câu thì cửa đã đóng mạnh cô ta buồn bực dậm chân một cái xoay người quay trở lại phòng đôi mắt sắc bén của Nam Cung Phong nhìn người phụ nữ trước mặt vừa vào phòng anh đã lập tức nhận thấy trong phòng xuất hiện thêm mấy thứ không nên xuất hiện ở đây rồi đúng là lá gan của cô càng lúc càng lớn không có sự đồng ý của anh mà dám một mình quyết định Âu Dương Vân trột dạ cúi đầu không biết nên mở miệng nói với Nam Cung Phong thế nào thật ra cô còn chưa nghĩ ra được lý do gì có khả năng nhất để anh hiểu cho cô đừng nói là cô lại muốn tôi diễn kịch giúp cô đóng vai một người chồng tốt trước mặt em gái cô mong anh giúp đỡ ồ cô cũng rất thẳng thắn nam cung phong trào phúng nâng cảm cô lên ép cô phải nhìn thẳng vào mặt mình người phụ nữ như cô không thể bớt một chút lòng hư vinh xuống sao cái này không liên quan gì tới lòng hư vinh vậy liên quan tới cái gì liên quan tới mặt mũi cô có biết cô muốn sĩ diện thì người mang vạ lại là tôi không cũng không liên quan tới mặt mũi vậy rốt cuộc liên quan tới cái gì tự trọng liên quan tới tự trọng không phải bất cứ lời nào cũng có thể nói ra với bất kỳ ai vì vậy cô chỉ có thể nhắc tới những lời này trong lòng mình trên thế giới này cô không cần ai hiểu mình khát vọng lớn nhất trong đời cô chính là để những người mong cô không có cuộc sống tốt đẹp sẽ thấy được cô vẫn sống tốt mà còn là rất tốt tại sao không nói gì không còn gì để nói hay là tôi đã nói chúng rồi. Được rồi, anh muốn nghĩ sao cũng được, nhưng bây giờ anh có thể giúp tôi không? Nam Cùng Phòng nhìn ánh mắt bức thiết của Âu Dương Vân lắc đầu một cách vô tình, không có hứng thú. Tôi không phải là chúa cứu thế, nếu người là do cô dẫn tới thì cô tự mình giải quyết đi. Anh nói xong lại bắt đầu cởi cả vạt, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ cô. Âu Dương Vân bất đắc dĩ giải thích không phải tôi dẫn tới mà cô ta bắt tôi phải dẫn tới cô ta muốn thì cô lập tức dẫn tới à cô có tự tin là tôi sẽ giúp cô đến vậy sao tôi còn có thể làm sao đây nếu như tôi ngăn cản được thì khó tránh khỏi việc người nhà tôi hiểu lầm lần lại mặt trước đó đã cho thấy là tôi sống rất tốt rồi ồ nói vậy là tôi không đúng rồi lần trước tôi không nên giúp cô diễn kịch nhỉ ý của tôi không phải như vậy âu dương vân ngừng lại một chút nói thật thì cũng là do tôi quá mức tự tin tôi cho rằng đêm đó anh đã nói xem tôi là bạn nên tôi nghĩ chúng ta thật sự đã là bạn bè rồi không phải trong lúc bạn bè gặp khó khăn thì nên giúp đỡ nhau sao nếu nam cung phong anh cần tôi giúp là người bạn khác phái duy nhất của anh bất luận xảy ra chuyện gì tôi đều sẽ tận sức giúp đỡ anh nam cùng phong không ngờ Cô sẽ nói ra những lời khiến người khác dao động như vậy, người phụ nữ này đúng là không phải khôn khéo thông minh thường đâu. Sau phút giây do dự ngắn ngủi, cuối cùng anh cũng đồng ý, vậy được, tôi phá lệ lại giúp cô một lần vậy. Âu Dương Vân còn chưa kịp vui mừng thì anh lại tỏ thái độ, nhưng tôi không thể cho cô nằm ngủ trên giường tôi cả đêm đâu, tôi hiểu, nhưng trước mặt cô ta cần tỏ ra thân mật một chút, buổi tối tôi vẫn sẽ ngủ trong phòng của mình, tốt nhất là như thế, cô dám kéo thêm phiền phức cho tôi thì đừng trách tôi không nể mặt đấy." Âu Dương Vân lại đảm bảo một hồi rồi mới mở cửa ra ngoài, dẫn Âu Dương Kiều đã chờ đợi tới mức không thể kiên nhẫn nổi nữa vào trong. "Anh rể, hôm nay anh đi làm có mệt không?" "Không mệt, anh có muốn uống nước không? Em xuống lầu lấy cho anh nhé." "Không uống, cuối tuần này anh có thời gian rảnh không? Em muốn mời anh tới tham gia party do bạn học em tổ chức được không? Không rảnh. Dù cho Âu Dương Kiều có nói gì, Nam Cung Phong cũng chỉ dùng hai chữ lạnh lùng đáp lại. Âu Dương Kiều lại như con rán đánh hoài không chết, hết lần này tới lần khác, tự rước khó chịu mà vẫn không từ bỏ hy vọng tiếp tục hỏi đông hỏi tây, khiến cho Âu Dương Vân ở bên cạnh cũng phải cảm thán Thế này không phải là muốn tham quan phòng tân hôn mà là muốn tham quan anh rể ấy nhỉ. Rốt cuộc nằm cùng phòng cũng không nhịn nổi nữa. liếc mắt về phía Âu Dương Vân, cô lập tức hiểu ý anh ho nhẹ hai tiếng. À Kiều, bây giờ cũng muộn lắm rồi, anh rể em làm việc cả ngày mệt rồi, em cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Tuy không muốn nhưng Âu Dương Kiều thật sự không có lý do gì để ở lại. Cô ta không cam lòng gật đầu, lưu luyến ra khỏi phòng vì để tránh bị nam cung phong chế nhạo âu dương kiều vừa đi là âu dương vân lập tức chạy về phòng mình một lát sau cô lại đi ra dáng vẻ muốn nói lại thôi tới trước mặt nam cung phong lại sao nữa nam cung phong nhíu mày hỏi có thể cho tôi mượn phòng tắm dùng một lát được không tôi muốn nói là không được đấy lần này cô định dùng lý do gì để thuyết phục tôi đây hình như không còn lý do gì cả nếu anh không đồng ý thì tôi không tắm nữa vậy vậy cô khỏi tắm đi anh hả hê nhún vai đi thẳng về phía phòng tắm à chờ một chút âu dương vân dành trước chạy vào phòng tắm nói với giọng hối lỗi anh làm người tốt thì phải làm cho chót thời tiết nóng như thế không thể nói không tắm là không tắm được nói xong cô khóa trái cửa mạo hiểm tính mạng chọc giận anh cô đi ra cho tôi tôi cho cô ba phút lập tức đi ra cho tôi nếu không cô dám mà chịu được lấy thật xin lỗi tôi đã cởi quần áo rồi thùng 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 nam cùng phòng dùng sức đập cửa tức giận tới mức mặt cũng tái xanh người phụ nữ đúng là không thể nuông chiều cho cô ta ba phần nhan sắc thì lại muốn mở phường nhuộm cho cô một chút ánh sáng thì lại cho là mình sáng nhất bỏ qua hết lần này tới lần khác bây giờ còn dám đường hoàng không để anh vào mắt như vậy giường của anh muốn ngủ khi nào thì ngủ phòng của anh muốn ở thì ở mà ngay cả chuyện anh phản cảm nhất là việc phòng tắm bị người khác đụng vào thì cô cũng nói tắm là lao vào tắm mà điều khiến anh bực hơn cả là anh lại không có cách gì đối phó với cô ít nhất là cho tới bây giờ anh cũng không có ý muốn đuổi cô đi nếu đổi là lúc trước loại phụ nữ coi trời bằng vung thế này không biết đã chết đi sống lại bao nhiêu lần rồi. Ông Dương Vân, cô gan lắm. Chờ cô ra rồi nói tiếp. Không cho cô nếm chút lễ độ thì cô sẽ không biết vì sao hoa lại đỏ. Nằm cùng phòng tức giận ngồi xuống ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng như đang ôm cây đợi thỏ. Âu Dương Vân lời biếng nằm trong bồn tắm, ngầm ngà điệu hát dân gian, tâm trạng vô cùng thoải mái. Không phải là Nam Cung Phong không đủ đáng sợ, mà là vì sau khi trải qua mấy ngày ở chung với nhau, cô đã có thể hiểu một chút về tính cách của Nam Cung Phong. Chỉ cần không cần chọc giận anh quá mức, thì những việc nhỏ như mượn phòng tắm thế này vẫn có thể quả loa cho xong chuyện. Nhưng tâm trạng tốt đẹp của cô duy trì không được bao lâu, thì cô phát hiện một việc vô cùng bi thảm. Vừa rồi cô vội vàng vào tắm, nên không mang theo cái gì một hồi cô phải mặc gì để ra ngoài đây ngầm thật lâu khi nước trong bồn đã nguội cô đành phải nhắm mở hé khẻ cửa duỗi cánh tay trắng bóc vào vùng loạn này nam công phong phiền anh đến phòng tôi lấy dùng tôi bộ đồ ngủ để trên giường được không người đàn ông phía xa xa có ánh mắt thâm thúy khó tin lắc đầu tốt nhất là anh nghe lầm chiếm đoạt địa bàn của anh còn dám sai bảo chủ nhân là anh như người hầu thật sự chán sống rồi hay sao? Âu Dương Vân kêu nửa ngày, không ai để ý tới, đành bất đắc dĩ thở dài, rút cánh tay về. Cô nhìn quanh một vòng, trong căn phòng tắm to như thế mà chỉ có một cái áo choàng tắm, nhưng đó có thể, đó là vật dụng cá nhân của người nào đó. Nếu cô mặc áo choàng tắm của người nào đó ra ngoài, thì chắc chắn người nào đó sẽ phát điên, đến lúc đó vốn dĩ có thể qua loa cho xong chuyện lại biến thành tội thể một bậc. Trước mắt Âu Dương Vân lại không có sự lựa chọn nào khác, hoặc là mặc áo tròn tắm của Nam Cung Phong ra ngoài, hoặc là để thân thể trần chuồng ra ngoài. So với việc để cơ thể trần chuồng thì tất nhiên là cô sẽ chọn biện pháp mặc đồ của Nam Cung Phong ra ngoài rồi. Áo tròn tắm rộng rãi, bao bọc thân thể là lướt của cô, giống như một đào kép đang hát tuồng. Cô lén lén mở cửa ra, ló đầu quan sát chung quanh, lại không thấy nạp cung phong đâu cô mới thở ra nhẹ nhàng tranh thủ từng giây từng phút chạy ảo về phía căn phòng của mình nhưng bất hạnh thay chạy tới nửa đường cô lại bị người nào đó đang mai phục ở góc tường bắt lại cô thét lên một tiếng á ở giường vân kinh hoàng quay đầu lại đối diện với người đàn ông phía sau mình cô nghẹn giọng hỏi anh anh làm gì thế cô đoán thử xem mặc đồ của tôi có thoải mái không Hai mắt nam cung phong sáng như đuốc, anh hử lại một tiếng gia tăng sức lực. Hai tay Âu Dương Vân bị anh giữ chặt ở sau, đau tới mức xương cốt đều như muốn đứt gãy. Cô thể thảm cầu xin tha thứ. Tôi biết sai rồi, anh thả tôi ra trước được không? Thật sự rất đau. Thế này là biết sai rồi à? Không phải vừa rồi rất gan lì sao? Nam Cung Phong càng dùng sức, Âu Dương Vân lại hét lên một tiếng á. Anh tiếp tục dùng sức, cô lại tiếp tục hét lên a à. cô nghiêm trọng hoài nghi cánh tay mình phải chăng đã bị gãy mất rồi nạp cùng phòng đừng vậy nữa được không tôi thật sự đau chết mất giọng nói của cô rùn dày khẩn cầu anh nhưng người nào đó đã quyết tâm phải trừng phạt cô kéo cánh tay cô đủ rồi lạnh nhấc cô lên vai xoay tròn nhanh như một góc 90 độ trước mắt âu dương vần từ đen chuyển sang trắng rồi lại từ trắng chuyển thành đen trái tim cũng sắp ngừng đập. Chiều thức tra tấn người của Nam Cung Phong đảm bảo là đứng đầu. Anh nâng cô lên giữa không trung rồi lại ném mạnh Âu Dương Vân lên giường. Sau đó, anh lại ôm chặt cô từ phía sau lưng, tiếp tục dùng lực kìm chặt tay cô từ phía sau. Bây giờ Âu Dương Vân không chỉ đau cánh tay nữa mà đau toàn thân. Cô nghiến sang nghiến lợi rền rỉ. À, a à, a à. Anh không dùng sức lực giọng cô không ngừng thay đổi khi thì to lớn như pháo nổ khi thì như bom mìn được châm ngòi dù thay đổi thế nào cũng không thoát khỏi hai chữ thảm thiết lúc này hai người không biết rằng bên ngoài cửa phòng đang đóng chặt có một người đang đứng lặng chịu giày vò người này không phải ai khác mà chính là âu dương kiều vốn dĩ cô ta định lấy cớ mượn điện thoại để gặp người trong lòng thêm một chút nhưng không ngờ khi cô ta vừa chuẩn bị gõ cửa thì lại nghe thấy tiếng thét chói tai khiến mặt người nghe phải đỏ tới mang tai hàm răng cắn chặt đầy oán hận móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay cả người như sắp tàn vỡ người trong lòng của cô lại đang làm chuyện đó với người cô ta ghét nhất và lại còn rên la không chút kiềng rẻ chẳng lẽ họ đang cố tình đả kích cô ta sao khi tiếng hét của âu dương vân trầm bổng vang lên Âu Dương Kiều lại đau khổ, chè hai tay mình lại điên cuồng dậm chân. Rốt cuộc, hai người này còn muốn làm tới khi nào? Người trong phòng luôn miệng kêu khổ, người ngoài phòng lại sống không bằng chết. Đột nhiên, một bàn tay vỗ lên vai Âu Dương Kiều. Cô ta giật mình quay đầu lại nhớn mày hỏi. Cô là ai? Tôi mới là người hỏi câu này thì phải. Đây là nhà của tôi. Nam Cung tình tình, dự sinh nhật của bạn nên về trễ, vừa lên lầu lại phát hiện một gương mặt xa lạ. Tôi hả? Tôi là em gái của Âu Dương Vân. Cô là ai? À, thì ra là em gái của chị dâu. Tôi là em gái của anh rể cô. Nhưng hơn nửa đêm rồi. Mà cô không đi ngủ đi. Đi lén lén lút lút ở cửa phòng anh trai tôi làm gì thế? Âu Dương Kiều quẫn bách. Một hồi mới ấp à ấp úng nói. Tôi có chút việc cần tìm chị tôi. Nói xong, Âu Dương Kiều gõ cửa đùng đùng. Qua một hồi lâu, cửa mới được mở. Âu Dương Vân ló đầu ra yếu ớt hỏi Có việc gì thế? Đầu tóc cô dối bời Giọng nói vô lực Điều càng khiến Âu Dương Kiều không chịu đựng nổi Là trên người Âu Dương Vân Vẫn còn đang mặc áo ngủ của đàn ông Làm phiền các người Nhỏ tiếng lại một chút Đừng tưởng người khác đều là đứa ngốc Không biết các người đang làm gì trong đó Âu Dương Kiều tức giận Chừng Âu Dương Vân một cái Xoài người lạc lõng rời đi âu dương vân đứng im tại chỗ sừng sốt nửa ngày cũng không hiểu ý của âu dương kiều là gì cái gì mà không biết họ đang làm gì bọn họ làm gì cơ chị dâu chị và anh trai em trong mắt nằm cùng tình tình nhìn cô lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng về mặt hưng phấn khó hiểu lúc này âu dương vân mới kịp phản ứng lại xấu hổ giải thích anh chị chỉ đang đùa thôi không sao hai người cứ tiếp tục tiếp tục đi ạ à muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đi ạ à. em chồng hé miệng cười khẽ chạy đi với vận tốc ánh sáng âu dương vân bất đắc dĩ đóng cửa phòng lại mắt liếc về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa chừng anh một cái đầy vẻ ghét cay ghét đắng xòa xoa hai cánh tay đi về phía phòng mình nằm cùng phòng nhanh chóng tiến lên một tay kéo cô lại cô cho rằng như thế là xong rồi ạ à. vậy anh còn muốn thế nào nữa cả người tôi như muốn đứt ra thành từng mảnh rồi. Viết giấy đảm bảo đi, lần sau tuyệt đối sẽ không tự tiện động vào đồ đạc của tôi nếu chưa có sự cho phép. Nếu không thì cô sẽ dùng vật quý giá nhất để chuộc lỗi. Nam công Phong đánh giá cả người cô từ đầu xuống chân, chật chật cảm thán. Toàn thân cô cũng chả có thứ gì nhìn đáng tiền cả. Phải, tôi không có gì để chuộc lỗi được hết cho nên hãy tha cho tôi đi đối phó với loại người vết sẹo vừa lành đã quên đau như cô thì sao tôi có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được ngón tay nam cung phong chỉ hướng lỗ tai của âu dương vân vậy thì cái kia đi tuy nhìn nó giống với thứ hàng giá rẻ nhưng đối với cô thì hình như nó có ý nghĩa phi thường nào đó trong lòng âu dương vân lột bột một tiếng không ngờ nam cung phong lại nhạy cảm như vậy vừa liếc đã nhìn chúng đôi quyền tai không có gì nổi bật của cô cái này không được tuyệt đối không được bởi vì đây là kỷ vật duy nhất mà mẹ cô để lại cho cô cô đã đeo nó suốt 8 năm bất kỳ đôi khuyên tai nào dù đắt tiền hay giá rẻ cô cũng chưa từng mua một đôi nào trong lòng cô chỉ có cái mẹ cô để lại mới là vô giá cho dù là kim cương cũng không thể thay thế cô càng không đồng ý thì Nam Cung Phong càng chắc chắn đó là thứ quan trọng đối với cô. Không được cũng phải đưa, cô muốn tự tháo xuống hay muốn tôi giúp cô. Lần nào cũng vậy, lần trước vòng tay mẹ chồng cho cô cũng bị anh cướp đi, khuyên tay này cũng không thể so với vòng tay kia được. Tuy rằng chúng đều rất quý giá nhưng ý nghĩa của chúng trong lòng cô hoàn toàn không giống nhau. Tôi nói không được là không được, nếu anh ép buộc tôi, tôi sẽ la lên đó. Được, cô la lên đi đúng lúc em gái cô ở vách bên kia để cho cô ta nhìn xem chúng ta có thật sự ân ái như vậy hay không nam cung phong nói xong lập tức vươn tay vì nhìn ra âu dương vân không dám la nên anh mới ức hiếp cô không chút kiềng nể như vậy mắt thấy ma trào sắp chạm vào tay mình âu dương vân đột nhiên nghĩ ra một cách trong tình thế cấp bách à chờ một chút cô hít sâu một hơi bỗng nhiên nở một nụ cười quyến rũ giơ tay ôm cổ anh hơi thở như lan thật ra vật quý giá nhất của tôi không phải là đôi khuyên tai này mà là thứ quý giá nhất của một người phụ nữ là gì chắc anh hiểu mà quả nhiên hành động của cô đã khiến nam cung phong khiếp sợ tay anh giơ lên giữa không trung làm thế nào cũng không thả xuống được còn cần không vật quý giá nhất ấy của tôi ấy cô tiếp tục mê hoặc nam cung phong nếu như anh nhất định muốn lấy thì tôi sẽ đưa, dù sao nó cũng là của anh, chỉ là sớm hành muộn thôi. Cả người cô nghiêng về phía trước, hoàn toàn dán lên người anh, hai người cách nhau gần như vậy, trong nháy mắt, khiến người ta có cảm giác tỉnh loạn ý mê. Nam cùng phòng lắc đầu, đẩy mạnh cô ra thở hổn hển, 15 giây, lập tức biến khỏi mắt tôi. Rốt cuộc, anh cũng khôi phục sự chán ghét với phụ nữ khi cô cố gắng quyến dụ anh thế là cô đã thành công tự cứu mình đạo cao một thước mà cao một trượng cũng không khác thế này là bao trong cuộc hôn nhân đầy toan tính của âu dương vân và nam cùng phòng khó mà phân được ai cao ai thấp cũng giống như nam nữ vĩnh viễn sẽ không thể nào bình đẳng